gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của một người tác giả mà Thuận rất là thích, tác giả Huỳnh Thiên Hương với tập truyện cực hay mang tên Quật mộ cậu hai. Câu chuyện này Huỳnh Thiên Hương sẽ viết về chủ đề gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Thời gian hiện tại là tầm nửa đêm, ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh không thể tìm thấy trên bản đồ lẫn trong tiếng ì đùng của tiếng sấm rền vang từ đỉnh đầu dội xuống hai người đàn ông song hành bước đi trên đoạn đường đất lầy lội vì cơn mưa lớn ban ngày nơi đây là một vùng đất trũng nước mưa cộng nước lũ dâng cao khiến một vài nơi đã biến thành đầm lầy bước một bước xình đã lún tới tận đầu gối mỗi lần đi qua mấy vũng xình đặc sệt tiếng nước nhèm nhẹp truyền tới tai khiến hai người đàn ông trước sau đều tặc lưỡi liên hồi. Toàn đảo tay bỏ cây cuốc từ vai phải sang vai trái, mắt đảo quanh một vòng rồi lại bị chính cảnh đêm đen kịt hủ lạnh gáy. Dùng mình mấy cái, giọng hơi run nói. Ê, Tùng, không, không ấy về mày ơi, tự dưng tao thấy sợ quá. Tùng lại tặc lưỡi gàn giọng. Hồi chiều tao bảo mày sợ thì đừng đi rồi. Mày một hai muốn đi theo Giờ tới đây rồi còn đòi về Mày á, chướng vừa vừa thôi chứ Hồi chiều trời còn sáng nên có gì đâu mà sợ Còn giờ mày coi Nhìn đâu cũng tối đen cây cối thì um tùm Rắn đết bỏ lốm trống trên đường còn chưa chắc nhìn thấy Huống chỉ cái chỗ kia bị người ta đồn là có ma Biết vậy rủ thêm tụi thằng Tư đi theo Nhiều người cho nó đỡ sợ Toàn cầu cọ nói gã mà biết ở đây buổi tối trông như này thì thà không đi qua chỗ bà tám đánh bài còn hơn tùng lắc đầu trách thẳng bạn nhát như thỏ đế xong lại bảo càng nhiều người càng dễ lộ chuyện kiếm được đồ tao với mày chia ra làm hai mày không nói tao không nói thì chuyện này coi như chưa từng xảy ra chứ thêm người thêm miệng làm sao mình canh chừng hết được chuyện này lộ biết đâu chừng còn đi tù như chơi đấy mày cũng phải nghĩa khí đấy tao coi mày là anh em nên mày đừng có phản bội tao toàn đánh mạnh lên vai người anh em một cái đau điếng cái gì tao cũng không có chứ nghĩa khí là tao một bụng mày nói vậy là xem thường tao rồi tùng nghe vậy thì gật gù cái đầu bước chân càng thêm nhanh hơn gấp gáp thúc giục vậy nhanh cái chân lên đi hồi mà mưa xuống thì không làm ăn gì được đâu Câu này của Tùng làm Toàn quên bén luôn ý định đòi về khi nãy của mình. Hai người đàn ông đi hết đoạn đường lầy lội thì rẽ vào một con đường mòn nhỏ khác. Con đường nhỏ xíu nằm giữa bãi sậy cao khuất đầu người. Nếu không phải buổi sáng đã đi trước dò đường thì sợ giờ hai người cũng bó tay mà thôi. Bằng qua bãi sậy lớn, cả hai dừng chân trước một khu đồng cỏ rộng thanh thang. Tùng mò mẫm ấn nút bật cái đèn đội trên đầu, có được ánh sáng hỗ trợ, anh nhìn quanh quát một hồi rồi đưa tay chỉ về phía xa. Đằng kia kìa. Hai người luồn lách qua đám cỏ cao gần tới hông, đi tới trước một ụ đất cao. Đây chính là thứ hai người nhắm tới, một ngôi mộ bỏ hoang. Toàn dò dẫm đi trong đêm không để ý đá lên thứ gì đó, khiến gá la lên oai oái. Cúi đầu nhìn xuống mới biết thứ gá đá phải là một tấm bia đá. Thời gian dài tấm bia cứng cáp cũng đã không còn trụ được. Hơn nữa, nơi đây ba tháng trong năm đều chìm trong nước, đất mềm nhão cũng không thể giữ được thứ gì ngoài cỏ. Mặt trên bia đá trải qua quá trình oxy hóa, đã bị bào mòn đến mức không thể nhìn rõ chữ được viết phía trên là gì. Cố gắng chỉ có thể đại khái nhìn ra được hai chữ, con trai. Hai người Tùng và Toàn đều là những thanh niên nghèo trong xóm, cả hai không được học cao, chỉ đại khái đọc được vài chữ cơ bản nên cũng chẳng có nghề ngỗng gì ổn định bình thường toàn là người ta thuê gì thì làm nấy mấy tháng trước trong một lần đi giúp đỡ việc bốc mộ hai người đã nghe kể về một ngôi mộ đã có tuổi đời hơn bốn chục năm và không có người bốc mộ nào dám động vào vì người ta đồn rằng ngôi mộ đó đã bị yểm lên một lời nguyền vô cùng đáng sợ người được chôn trong mộ đã biến thành một con quỷ cực kỳ hung ác và sẵn sàng giết chết bất kỳ kẻ nào dám xâm nhập vào nơi nó đang yên giấc hai chàng thanh niên lúc nghe được chuyện này dù là ban ngày nhưng vẫn sợ rúm người thế nhưng chỉ vọn vẹn mấy tháng sau suy nghĩ của họ đã hoàn toàn thay đổi tùng hai năm trước đã ngỏ lời yêu với hằng một cô gái sống ở làng bên cạnh hai người yêu nhau sâu đậm và tùng đã hứa sẽ sang nhà hỏi cưới hằng sau khi cô học xong hằng là một cô gái rất giỏi giang thông minh và là một trong ít người có thể lên thành phố học tập cho nên người theo đuổi cô cũng không chỉ có mình tùng không ngoài dự đoán tình cảm của đôi trai gái lại gặp phải không ít khó khăn khi cha mẹ hằng không còn cảm thấy sự môn đăng hậu đối giữa hai bên gia đình mẹ hằng cho rằng con gái bà giờ đã khác cô không còn là một cô gái quê nữa và nếu Tùng muốn cưới cô thì phải đem số vàng và tiền theo yêu cầu. Gia đình Tùng trên có mẹ già, dưới có em trai còn tuổi ăn học. Tiền anh làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ để trang trải sinh hoạt và đóng tiền học phí cho em trai. Hơn nữa, dù mọi người biết anh là một người thành thật thì cũng sẽ không ai dám cho người không có một xu dính túi mượn tiền tổng số vàng và tiền mà mẹ hằng đưa ra hoàn toàn vượt quá con số mà tùng có thể chuẩn bị thậm chí nhiều người còn cho rằng mẹ hằng đang muốn làm khó tùng hơn hết họ nghĩ bà không muốn gả con gái cho anh và muốn anh biết khó mà lui vì số tiền vàng mà bà đưa ra lớn hơn tất cả số mà những gia đình trước đây tổ chức đám cưới yêu cầu tùng đã rơi vào tuyệt vọng vì anh không thể làm gì cho tới khi hằng chủ động đến gặp anh cô động viên anh đừng bỏ cuộc rằng cô sẽ lên thành phố làm việc và tích góp tiền để anh có thể cưới cô chỉ cần hai người được ở bên nhau thì tiền của cô hay của anh đều giống như nhau đứng trước những lời nói của hằng tùng không biết phải làm sao vì mẹ cô đã nói với anh rằng nếu anh không thể chuẩn bị tiền trong thời gian tới bà sẽ gả hằng cho người khác và vì hằng là con gái bà cô sẽ phải nghe theo toàn bộ sự sắp xếp của bà chính thời gian này tùng đã nghe được chuyện về ngôi mộ kia theo lời kể chủ nhân của ngôi mộ này là con trai của một gia đình phú thương giàu có gã tên lâm nhưng để nịnh nọt người ta hay gọi gã là cậu hai vì trong nhà có của ăn của để mấy đời hoang phí cũng không hết từ nhỏ cậu hai đã không phải làm việc gì động móng tay cũng vì được nuông chiều như vậy nên sinh ra cái tính hách dịch khó ưa. Con gái trong xóm nhìn thấy gã từ xa đã bỏ chạy mất dạng. Cậu hai ỷ thế hiếp người, vung tiền như rác. Kể cả những người giao du với gã cũng không phải dạng tốt lành gì. Tất cả mọi người đều không muốn tới gần gã, càng không muốn bị gã để mắt tới. Cha cậu hai có hai người vợ và một đống nhân tình, trong đó người được cưới hỏi đàng hoàng duy nhất cũng chính là mẹ của gã. Bên cạnh ông còn có cô vợ bé được ông nghênh ngang đưa về ở chung và một đống nhân tình được ông nuôi bên ngoài. Chính vì có được người cha như này nên tính tình và cách xử sự, sự của cậu hai cũng không khác gì mấy so với cha của gã. Trong một lần say rượu, gã xảy ra xô xát với vài người có máu mặt rồi bị người ta đánh chết. Thường cho cậu con trai độc nhất chết tức tưởi. Cha gã khi chôn cất gã đã bỏ theo rất nhiều vàng bạc. Mục đích là để gã ở thế giới bên kia có thể tiếp tục cuộc sống giàu sang, phú quý. Con trai mất, bà cả vì quá đau buồn mà sinh bệnh. Cha cậu thấy vậy thì động lòng thương, quay sang quan tâm chăm sóc bà tử tế. Điều đó khiến ả à vợ bé tức giận. Ả à đã bỏ ra một số tiền lớn mời thầy cúng khai đàn làm phép đặt lên người gã một lời nguyện khiến gái biến thành ác quỷ, đời đời không được siêu sinh. Bà cả sau đó cũng bị ả vợ bé và người thầy dùng chiêu đánh tiểu nhân hại chết. Điều kỳ lạ là sau khi hai mẹ con cậu hai chết không lâu, thì trong nhà liên tục gặp chuyện. Từng người trong nhà dù thân hay không thì đều qua đời, không rõ nguyên nhân. Kể cả là những người có qua lại làm ăn, dòng họ chú bác cách mấy đèo Đương nhiên là cả đám vợ bé, nhân tình của cha cậu hai cũng không thể thoát được. Trong nhà không còn người sống sót, ai từng có qua lại mà còn sống thì cũng vắt giỏ lên cổ bỏ chạy. Mồ mạ của gá cũng không ai nhang khói chăm sóc nữa mà trở thành một ngôi mộ hoang. Không chỉ vậy, người thân của mấy ngôi mộ xung quanh chỗ cậu hai được chôn cất đều nằm mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ, họ thấy những ngôi mộ của tổ tiên đã chìm trong biển nước. Họ nghe thấy tiếng ông bà của mình đang kêu khóc thảm thiết. Cho rằng đó là điểm giữ nên tất cả con cháu của những ngôi mộ kia sau đó đều gấp rút chuyển mộ mạ tổ tiên đi. Đó cũng chính là lý do vì sao nơi đây lại biến thành một nơi bị bỏ hoang. Ngôi mộ hoang nằm trong vùng hoang vu và tất cả mọi người đều dành cho nó một nỗi sợ hãi. Di chuyển từ đời này sang đời khác. Cho nên nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì sẽ không có ai để ý đến. Tùng tin như vậy và anh ta đã kể chuyện này với Toàn, người anh em thân nhất của mình. Cũng là người có cùng hoàn cảnh với cả anh. Toàn nhà chỉ có một người mẹ già, thế nhưng mẹ gã bị suy thận nặng và bệnh tình cũng ngày một nghiêm trọng hơn. Thứ đang giữ lấy sự sống của mẹ gã chính là tiền. Toàn thậm chí còn từng nhận vận chuyển cả ma túy nhưng chỉ làm vài lần rồi bỏ Vì tội ma túy rất nặng Nếu gã bị bắt thì mẹ gã sẽ không còn ai chăm sóc Và bà có thể sẽ chết vì điều đó Khi nghe Tùng nói muốn đào ngôi mộ kia lên để kiếm đồ đem bán Toàn đã không ngần ngại đồng ý Chỉ cần có tiền và không phải vào tù thì gã đều sẽ làm Đã có kinh nghiệm trong mấy lần đi nhìn người ta bốc mộ Hơn nữa đây đã là một ngôi mộ thuộc về thế kỷ trước Bên trên là một ụ đất cao nhô lên khỏi mặt đất, và họ đoán bên dưới có lẽ chỉ là một chiếc quan tài được ốp bằng mấy tấm ván mỏng, chứ không phải kiểu áo quan hiện đại dày dặn và cầu kỳ như bây giờ. Tùng thò tay vào trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền mặt Phật, đó là sợi dây chuyền cha anh đưa cho anh trước khi ông qua đời. Anh lẩm bẩm trong miệng mấy tiếng cầu mong cha anh sẽ hiểu những chuyện anh làm và phù hộ cho hai người họ xong anh đưa ánh mắt nhìn toàn bên cạnh hai người thống nhất bằng mắt rồi vung quốc bắt đầu đào sâu xuống ba mét đất bên dưới nhiều năm sau trong một căn nhà hai tầng rộng lớn khang trang tùng cả người chỉ còn lại lớp da bọc xương nằm lọt thỏm trên chiếc giường rộng lớn da mặt anh nhăn nheo đầu đầy tóc bạc hai đôi mắt lõm sâu vào trong làn da vàng vọt hơi thở yếu đến mức tưởng chừng chỉ cần có một cái đẩy nhẹ cũng sẽ khiến anh lập tức đi trầu trời. Người ngoài nhìn vào chắc chắn không nghĩ rằng người nằm trên giường năm nay chỉ mới ngoài 30 mà thôi. Bên cạnh giường, ngoại trừ Hằng đang khóc lóc không ngừng, còn có không ít bác sĩ, điều dưỡng và cả thầy cúng, bà đồng, nhưng tất cả bọn họ đều mang cùng một biểu cảm bất lực tùng biết số mình đã tận anh đã tận mắt chứng kiến cái chết thảm thương của toàn người của toàn teo tóp lại như một bệnh nhân lao phổi cá chết không nhắm mắt và người mẹ già mang bệnh nặng trong người chỉ còn biết đếm từng ngày sống sót sau khi đứa con trai duy nhất qua đời và giờ tùng cũng rơi vào kết cuộc không khác gì người anh em của mình tùng nằm trên giường thở thoi thóp cả người không còn sức lực cố gắng chìa bàn tay ra chạm vào đứa trẻ con nằm bên cạnh đang ngủ ngon lành cách đây không lâu anh đã cảm nhận được niềm vui sung sướng khi trở thành một người cha nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra cơn ác mộng tồi tệ nhất đã tìm đến gia đình anh hàng nghìn người chồng yêu thương của mình sắp rời đi mà bản thân lại không thể làm gì cô chỉ có thể khóc tùng đã sức cùng lực kiệt anh ngửa mặt đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng toát trông như một màn chiếu rộng lớn toàn bộ những hình ảnh về cái hôm định mệnh đó như một cuốn phim được chiếu lại lần nữa mấy năm trước hằng biết chuyện mẹ mình thách cưới cao là vì không muốn gả cô cho tùng bà còn nói với anh sẽ gả cô cho người đàn ông khác nếu tùng không nhanh chóng chuẩn bị tiền khiến hằng cực kỳ tức giận vì hằng cảm thấy mẹ chỉ xem mình như một món hàng để trục lợi Bà ngoài miệng thì bảo chỉ vì hạnh phúc của cô Nhưng trong mắt bà chỉ có tiền mà thôi Ngay lúc hẳn định cùng Tùng bỏ trốn Tùng đột nhiên chạy đến nói với cô rằng anh đã trúng số Hơn nữa còn trúng một lượt năm tờ Chỉ trong một đêm Một người nghèo khổ tưởng chừng sẽ ép chết bởi bốn chữ Miếng cơm manh áo Vậy mà đã trở thành tỷ phú trước sự ngưỡng mộ Và ganh tị của mọi người Đồng dạng với anh còn có cả toàn với số tiền có được, Tùng dễ dàng cưới được Hằng vào nhà. Anh còn có thể sửa lại căn nhà tồi tàn hơn 30 năm của mẹ mình, để em trai được sang nước ngoài du học, mở công ty, xây nhà lầu và mua cho Hằng những thứ đắt đỏ mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Điều kỳ lạ chính là Tùng như đứa con của trời. Bất kể những gì anh làm đều thành công, dù cho Tùng chẳng có kiến thức về chuyện đó, Công ty của anh phất lên như diều gặp gió, những đối tác lớn mạnh đến tìm anh mong muốn hợp tác, tiền rót vào túi anh như thác đổ. Thế nhưng, càng kiếm được nhiều tiền, Tùng lại càng cảm thấy hoang mang. Hằng hoàn toàn không hiểu được nỗi lo của chồng, cô cảm thấy được đây chính là vận may mà ông trời đã ban tặng cho anh vì anh là một người tốt. Đứng trước những lời an ủi của Hằng, sự bất an trong Tùng càng tăng lên. Vì anh biết rõ tất cả những thứ của cải từ trên trời rơi xuống kia đều là đồ đặt cọc của linh hồn tà ác đó vào cái đêm tối tăm kia hai người đàn ông cật lực đào đất khoảnh khắc nắp quan tài được bật mở ra bên trong xộc ra một mùi hôi thối khiến cả hai chỉ biết quay đầu nôn thốc nôn tháo suy nghĩ từ bỏ xuất hiện trong đầu họ ngay lập tức nhưng sau cùng cả hai vẫn tự động viên và tiếp tục công việc Bên trong quan tài chứa đầy nước, hai người tìm xung quanh chỉ tìm được vài ly uống nước bằng nhựa. Cố gắng cả tiếng mới tát hết nước bên trong ra. Nhưng dưới ánh đèn pin, thứ họ nhìn thấy chỉ là một bộ xương trắng, đá phủ đầy rêu và một mớ vải rách tương. Không có vàng bạc đá quý như lời đồn. Nghĩ đến những gì họ vừa làm mấy tiếng qua, cả hai không nhịn được rơi vào thất vọng cùng cực. Tùng thì nghĩ đến cảnh hằng mặc váy cưới và trở thành vợ của người khác. Còn Toàn thì nghĩ đến bệnh tình ngày càng nặng của mẹ mình. Những tiếng thở dài cứ liên tục vang vọng trong màn đêm đen kịt. Chính vì vậy mà hai người không hề nghe thấy trong màn đêm kia, còn xen lẫn cả tiếng hù hù kỳ quái. Không tìm được vàng bạc, cả hai cũng không phí thời gian ở đây làm gì nữa, nên quyết định lấp lại hố rồi về nhà. Đúng lúc này, ánh đèn trên đầu tùng đột nhiên chiếu tới một chỗ nào đó trong quan tài, khiến anh trợn trừng mắt. Anh cúi người, cẩn thận dở tấm ván bên dưới đáy ra. Toàn cũng tò mò ngó sang. Cả hai vô cùng bàng hoàng khi nhận ra bên dưới vẫn còn một bộ hài cốt khác. Sở dĩ Tùng phát hiện được là vì lúc anh quay đầu, ánh đèn đã vô tình dọi vào một lỗ tròn dưới đáy của quan tài một sợi xích sắt được nối từ tay của bộ xương xuyên xuống dưới nhìn thấy cảnh này anh chỉ nghĩ trong đầu đầu kia của sợi xích rốt cuộc là thứ gì nhưng anh không nghĩ rằng đó lại là một bộ hài cốt khác hơn nữa khi lật hết lớp ván bên dưới ra cả hai còn không dám tin vào mắt mình vì đầu kia của sợi xích sắt đang bị còng vào cổ của bộ hài cốt bên dưới nhìn mớ vải còn sót lại thì bên dưới đó là một cô gái Toàn thấy hơi giận tóc gáy thì thầm hỏi. Sao lại làm như này chứ? Hồ tục gì sao? Tùng lắc đầu, không chắc chắn lắm nói. Chắc là ông Phú Thương kia muốn cô gái này cùng xuống dưới để hầu hạ con trai ông đấy. Sao lại ác như vậy chứ? Tùng càng cảm thấy luôn sợ hơn khi nhìn thấy mấy vết cào còn sót lại trên vách. Cho thấy cô gái này lúc được chôn xuống vẫn chưa chết. Anh siết chặt tay giận run người nói đúng là quỷ sống mà đã hại chết con gái người ta rồi mà còn làm chuyện như này thảo nào con trai vừa chết thì cả dòng họ cũng đi theo chắc chắn là hồn ma của cô gái phải báo thù rồi sau khi chửi mắng đã đời cả hai quyết định đem xác cô gái đi chôn chỗ khác mong rằng cô nếu chưa đầu thai thì ở dưới cũng sẽ không còn phải làm châu làm ngựa cho tên ác bá kia nữa khoảnh khắc xích sắt được tháo xuống khỏi người cô gái Tùng đột nhiên cảm thấy khó thở Hình ảnh trước mắt chồng lấp lên nhau Anh nhìn thấy một người đàn ông thình lình xuất hiện trước mặt mình Với biểu cảm gương mặt cực kỳ đáng sợ Người đàn ông trợn to đôi mắt đỏ như máu Giống như một ác quỷ vừa từ địa ngục bò ra Cả cản giọng nói rõ từng từ Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này Mày sẽ phải trả giá <laughs> Phản đứng bên cạnh cũng có phản ứng tương tự, nhưng cậu ta chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt một hồi rồi thôi. Cậu ta đánh thức người đồng nghiệp cũng đang mơ hồ, sau đó cả hai bắt tay làm việc. Tối đó đến hơn 3 giờ sáng hai người mới về đến nhà. Tùng dù mệt vẫn không thể chìm vào giấc ngủ vì nỗi lo tiền bạc và lời cảnh cáo của người đàn ông kỳ lạ kia. Sau đó, Tùng cứ như cục nam châm hút tiền, anh chẳng cần làm gì tiền cũng tự động chạy đến Mẹ Tùng qua đời trong nhung lụa giàu sang Em trai Tùng được sống như một cậu chủ Được sinh ra trong gia đình thư hương quý tộc Vợ chồng Tùng hạnh phúc tận hưởng của cải chất đống Nhưng trong mấy năm qua Trong mỗi giấc ngủ của Tùng Người đàn ông kỳ lạ kia lại xuất hiện Anh không biết cả muốn gì Không lẽ gã chỉ muốn hủ dọa anh Muốn anh ăn không ngon ngủ không yên hay sao cho tới khi anh chứng kiến cái chết thảm khốc của toàn và biết được tin đứa con đầu lòng trong bụng hằng là con gái anh dường như đã nhận ra được mục đích của linh hồn tà ác kia thứ gã muốn chính là con gái của anh gã muốn biến con gái của anh thành cô gái kia đời đời kiếp kiếp phải đi theo hầu hạ cho gã thế nhưng trước khi tùng kịp làm gì đó cái chết đã tìm đến anh nhanh hơn tùng quay đầu nhìn người bạn đời của mình gắng gượng lên tiếng nói anh xin lỗi xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em và con được nữa em hãy cố cố gắng chăm sóc con của chúng ta tất cả đều là lỗi của anh em phải đưa đưa con đến chỗ linh bà để để bà ấy che chở cho nó đừng để tên á, ác ma kia làm hại con gái của của chúng ta. Anh... Tùng còn chưa nói xong, điện đổ trên máy đã biến thành một đường thẳng. Bác sĩ bên cạnh đến làm vài động tác cấp cứu xong, cũng chỉ nhìn Hằng với ánh mắt buồn bã, không nói nên lời. Cái lắc đầu của người bác sĩ khiến nước mắt của Hằng vừa ngưng, giờ lại trực trào. Tùng qua đời trong tiếng khóc rền vang của vợ mình cùng lúc đó hai vị thầy cúng và bà đồng ngay lập tức cảm nhận được một áp lực kinh người đột nhiên xuất hiện trong không khí chiếc chuông đồng treo trên thắt lưng thầy đồng kêu lên không ngừng những cơn gió lạ mạnh mẽ thổi vào phòng khiến rèm cửa trong phòng bay phần phật trong gió hằng lau vội nước mắt trên mặt theo phản xạ ôm lấy con gái vào lòng ngẩng đầu nhìn tấm rèm cửa đang bay đến trên đỉnh đầu trong đêm tối phía sau rèm cửa bà dường như nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông mặc trên người một bộ áo dài kiểu cũ cô run lên cầm cập hai người thầy cúng bà đồng đứng đằng sau cũng cảm nhận được một thứ gì đó rất tà ác đang xuất hiện trong phòng họ định làm phép nhưng tay chân ai cũng cứng đờ ra hết cả người cứ run lên đến cả thợ cũng cảm thấy khó khăn hai người trong số đó đột nhiên máu mũi ồ ạt chảy ra Nhận ra được bản thân không thể đối phó được với quỷ hồn này, hai người không hẹn mà cũng co giò bỏ chạy. Hiện tượng kỳ lạ này diễn ra không lâu. Sau khi khiến cả căn phòng rối tung lên và hù dọa tất cả người trong phòng chạy hết ra ngoài, mọi thứ cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Hằng mặt trắng như giấy, cô ôm chặt đứa con vào lòng khiến nó vì đau mà khóc ré lên. Cô sực tỉnh lại tay vỗ về con gái, nhỏ giọng nói bên tai con. Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi Mẹ sẽ không để con xảy ra bất kỳ chuyện gì đâu Nói xong cô mím chặt môi nhìn người chồng nằm trên giường Giờ chỉ còn là một cái xác Dây sau lại không nhịp được Bật khóc lần nữa Hằng trên người mặc một chiếc váy hai dây Áo khoác ngoài Tóc dài ngang vai được uốn xoăn phần đuôi Tóc mãi phía trước kẹp một cây kẹp đính kim cương Dưới sự phản chiếu của mặt trời đặc biệt lung linh hơn bất kỳ thứ vàng bạc nào khác treo trên người bà. Hằng năm nay đã ngoài 40, Tùng cũng đã qua đời được 13 năm. 13 năm chồng mất cũng là 13 năm Hằng không được thường xuyên ở cạnh con gái. Theo lời Tùng dặn trước khi nhắm mắt xuôi tay, Hằng đem con gái vừa tròn 5 tuổi của mình đưa cho Linh bà nuôi dưỡng vì lo sợ tên ác quỷ kia sẽ tìm đến và bắt con gái bà đi lúc bà đưa Chi đi thì con chỉ mới 5 tuổi. Qua 13 năm, mỗi lần bà được gặp con thì con càng lớn thêm một chút. Là một người mẹ không tận mắt nhìn thấy được những giây phút con mình lớn lên chính là điều bà tiếc nuối nhất. Cho nên hôm nay bà đến chỗ Linh bà để đưa con gái về nhà, nhưng không phải là về chơi mấy ngày mà là về ở cùng bà luôn. Đã 13 năm trôi qua mà vẫn không hề có chuyện gì xảy ra bà đoán tên ác quỷ kia chỉ muốn mạng của chồng bà người trực tiếp đào mộ của gã lên sau khi ông chết thì oán hận của gã cũng đã theo đó tiêu tán hơn chục năm qua ác quỷ thì không thấy tới thứ bà thấy duy nhất chính là con gái ngày càng tỏ ra xa cách với mình mỗi lần bà nghe nó gọi linh bà là mẹ một cách thân thuộc là bà không cách nào chịu được bà phải mang con gái về trước khi nó hoàn toàn không còn nhớ đến người mẹ ruột này nữa linh bà từ trong nhà bà mặc một bộ đồ bà ba giản dị tay và cổ đều đeo vòng đá có màu sắc bắt mắt đầu tóc búi cao mặc dù trên mặt mang theo biểu cảm lo lắng đi ra nhưng mỗi bước chân đều không nhanh không chậm dáng vẻ đoan trang chuẩn mực bà vừa xuất hiện khiến một người có xuất thân miền quê như hằng dù trên người toàn bộ đắt tiền cũng cảm thấy không bằng Linh bà giữ khoảng cách mấy bước với Hằng, lên tiếng nói. Mẹ Chi này, chị định đưa Chi về nhà luôn thật à? Tôi cứ nghĩ chị định đưa Chi về nhà mấy bữa như mọi lần. Đến khi thế hảo dọn hết đồ của Chi ra thì mới hay, chị định đưa Chi về luôn. Có chuyện gì sao chị? Sao bỗng dưng lại định mang cháu về? Hằng đã xem chỗ Linh bà toàn là đám lừa gạt, nên lời nói ra cực kỳ lạnh nhạt không giống như dáng vẻ đáng thương lúc đến nhờ bà mấy năm trước. Bà cũng đã giữ con gái tôi lại bên cạnh 13 năm rồi. Tiền tôi cúng cho chỗ này cũng xây được cả cái miếu thờ to tổ trạng rồi mà ác quỷ gì đó thì lại không thấy đâu. Con gái tôi bây giờ xem bà như mẹ luôn rồi. Ở với tôi mấy ngày cũng thấy phiền. Tôi không đưa về thì đợi một nó quay sang kêu tôi bằng gì, thím hay cô thì mới tỉnh ra. Linh bà theo sư phụ học nghề từ năm 4 tuổi. 18 tuổi đã nhận làm mẹ đỡ đầu đỡ nạn cho không ít đứa nhỏ. Đến hiện tại tiếng tăm cũng đã vang xa tám hướng. Mỗi năm có không ít người đến nhờ cậy. Hầu hết những đứa nhỏ được Linh bà nhận giúp đỡ chỉ ở lại trong chỗ của bà chừng 1 đến 2 năm. Sau đó sẽ trở về sống với gia đình như bình thường. Chỉ điên trường hợp của Chi là hoàn toàn khác biệt. Con quỷ mà cha chi động phải không phải là một con quỷ bình thường. Từ lúc chết đến lúc bị cha chi đánh thức thì sức mạnh cho người nó đã rất lớn so với những con quỷ khác. Sợ dĩ nó không làm hại đến chi nhiều năm qua là vì nó e sợ sức mạnh của bà. Và hơn hết, nó đang chờ đến thời điểm thích hợp. Tên kia không hề bỏ qua cho chi. Hằng nhất quyết mang chi đi. Linh bà chỉ là người dưng nước lá, vốn không có quyền ngăn cản nhưng nước xa không cứu được lửa gần nếu như chi gặp nguy hiểm gì thì e rằng bà không thể giúp đỡ được hơn nữa một khi chi rời đi những giao kết được thành lập trong ngày đầu tiên khi chi được đưa đến đây để bà có thể bảo vệ chi sẽ phải xóa bỏ hết một khi đã làm như thế thì chuyện của chi bà cũng không thể nhúng tay vào được nữa chị vẫn quyết định làm như vậy sao lỡ như tên hằng đã không còn đủ kiên nhẫn bà phất tay ra hiểu không muốn nghe thêm gì nữa dứt khoát nói một câu nếu có chuyện gì xảy ra thì bà đây muốn giúp cũng đâu giúp được hơn nữa trên đời này cũng đâu phải chỉ có mình bà làm nghề này nếu con quỷ kia tìm đến thì cũng sẽ có người khác đến giúp đỡ mà thôi linh bà nghe mẹ chi nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa bà quay người đi vào trong hằng đứng phía sau hử mạnh một tiếng Nghĩ bụng, biết không thể kiếm tiền được từ chỗ bà nữa Nên bắt đầu trở mặt chứ gì Linh bà vào trong không bao lâu Thì Chi mang theo túi to túi nhỏ đi ra Chị đã sống ở đây hơn 10 năm Đối với cô, những người ở đây từ lâu Đã là người thân trong nhà Giờ đột nhiên phải đi Khiến cô không khỏi bịn định Nhưng Hằng thì không thích nhìn biểu cảm lưu luyến kia của con gái Không nói lời nào đã nắm kéo cô lên xe. Số dọc đường liên tục nói dù gì bên tai nó rằng những người ở chỗ Linh Bà đều là kẻ xấu, đều là đồ lừa gạt. Còn hứa hẹn khi cô về nhà thì sẽ yêu thương, luôn chiều cô gấp bội. Cô muốn cái gì thì cũng sẽ được cái đó. Chị vẫn đang trong độ tuổi dậy thì tâm lý vẫn còn mong manh. Nghe được mấy lời của Hằng liền lập tức mỉm cười. Những giây phút xúc động khi nãy cũng nhanh chóng quên mất xe chở hai mẹ con chi vừa rời đi linh bà đứng ở cửa cũng quay người đi vào trong hảo đứa nhỏ giống như chi đang được bà giúp đỡ tò mò lên tiếng hỏi sao mẹ lại để chị chi đi mẹ nói chị ấy vẫn chưa hết nguy hiểm mà linh bà đặt tay lên đầu đứa nhỏ giọng bất đắc dĩ nói có những chuyện đã được sắp đặt rồi dù có muốn thay đổi thì cũng không thể thay đổi được hắn vẫn luôn theo dõi chị bao năm qua hắn vẫn kiêng rẻ sự có mặt của mẹ giờ thì mẹ cũng không thể làm gì được nữa rồi linh bà dứt lời liền tháo sợi dây đỏ trên tay mình ra đi tới trước điện thờ thả vào trong chậu lửa cùng lúc sợi dây bị đốt cháy chị đang ngồi trong xe bỗng dưng thấy cổ tay nóng rực lên sợi dây đỏ trên cổ tay do linh bà đeo cho cô hồi 13 năm trước đột nhiên bị đứt Sợi dây vừa rơi xuống, cô đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, sống lưng lạnh toát, trong người cứ cảm thấy bất an không yên. Hằng ngồi bên cạnh thấy con gái cứ nhìn giáo rác, sắc mặt hơi tái liền tưởng con bị say xe, nên lo lắng hỏi. Con sao vậy? Muốn ói hả? Chỉ lắc đầu, cô cầm sợi dây đỏ bị đứt đưa qua. Cái này mẹ Linh đưa cho con, tự dưng đứt rồi có phải sẽ xảy ra chuyện gì không ạ? À? Hằng nhíu mày hơi cao giọng nói Còn ở cái chỗ bán thần buôn thánh đó riết rồi bị tẩy não Chuyện gì là chuyện gì? Dây đeo lâu thì đứt thôi Nói xong, Hằng giật sợi dây quăng ra cửa xe Xong lại quay sang nói tiếp Đợi con về nhà Mẹ đưa con đi mua quần áo đẹp Cho con vào học trường quốc tế Để con tiếp xúc với thế giới khoa học hiện đại thì con sẽ hiểu được những lời mấy người ở chỗ kia nói đều là lừa gạt hết nhận ra thái độ của mình hơi kích động hẳn hạ giọng dịu dàng nói thôi còn đừng có nghĩ này nghĩ nọ nữa ngủ đi ngủ một giấc dậy là về tới nhà rồi chị vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng cô nghe lời nhắm mắt ngủ nhưng giấc ngủ của cô cũng không yên vì vừa nhắm mắt cô đã nằm mơ chi vừa nhắm mắt liền bị một tiếng động lớn đánh thức vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng xa lạ nơi cô đang đứng là một khoảng sân lớn được lát bằng gạch tàu hai bên treo dải trắng kéo dài từ trong nhà ra tới tận cửa chi ngơ ngác đi vào trong nhà bên trong không một bóng người trên chiếc bàn lớn bày vô số đồ ăn khói nhang nghi ngút bay khắp gian nhà trong trên chiếc bàn nhỏ nằm ở giữa đặt một bức ảnh thờ đen trắng cô chỉ nhìn thoáng qua gương mặt của người đàn ông kia nhưng không hiểu sao từng đặc điểm trên mặt gã lại như in sâu vào trong tâm trí tiếng trống kèn đan sen thình lình vọng đến khiến chị giật bắn người quay đầu lại bên ngoài đã không còn là khoảng sân lớn khi nãy thay vào đó là một đồng cỏ trải rộng đến mức không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài những ngọn lau sậy ở tận rìa cùng trên đồng cỏ tụ tập không ít người điểm chung là tất cả đều đeo trên hông một dải khăn trắng nổi bật chính giữa là hai cổ quan tài được đặt cạnh nhau trong đầu chi chợt xuất hiện câu hỏi là ai đang được chôn cất vậy chi tò mò đi tới người xung quanh dường như không hề nhận ra trong đám xuất hiện một người mặc trang phục khác biệt đang chen vào giữa bọn họ thậm chí còn đi tới cạnh quan tài mà nghĩa mắt vào xem chi vừa nhìn liền nhận ra người nằm trong đó chính là người trên bức ảnh thờ kia trong miệng người đàn ông không biết đang ngậm cái gì mà khiến miệng gã không thể khép lại được chị vẫn đang chăm chú nhìn đột nhiên hai mắt gã mở chừng ra bốn mắt không báo trước đối diện với nhau khiến chi giật mình nhảy dựng lên chạy ra xa nhưng đây không phải là do chi nhìn lầm người kia thật sự mở mắt đám người đứng vây quanh sợ hãi bàn tán xôn xao Tên gầy như que tăm bước lên vuốt mặt người nằm trong quan tài Chuyện kinh động như này mà gã vẫn bình chân như vậy Làm xong còn thong dong tuyên bố Cậu hai lại mở mắt rồi Người vẫn chưa đưa tới sao Một hồi ở mà ngồi dậy thì tao xách quần chạy trước đó Tên bên cạnh cũng sợ muốn chết Vừa nghe mấy lời kia liền nhăn mày rống giận Mày im giùm đi Biết đang đứng đâu không mà nói bậy nói bạ hả? Que tâm đảo mắt nhìn cảnh đen kịt xung quanh, tự hiểu bản thân vừa lỡ lời, liền tự giác im miệng lại. Lúc này từ phía xa, ánh lên cái thứ ánh sáng vàng rực khiến chị chú ý. Không lâu sau, hai người đeo vải trắng khác cầm đuốc đi tới. Cùng lúc đó ở phía sau chuyển đến tiếng khóc la hét thảm thiết. Chị vẫn chưa kịp hiểu thì nghe có người hô lớn. Mở hai tới rồi, chuẩn bị nhanh đi. Lời kia vừa dứt đám bát nháo khi nấy tự dưng vào vị trí tiếng trống kèn rộn vang một phương theo đó chị cũng đã nhìn thấy được chủ nhân của tiếng khóc kia tiếng khóc thuộc về một cô gái trẻ hai tay cô gái bị hai người đàn ông giữ chặt mặc cho cô có cố sức vùng vẫy nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển trên người cô gái mặc một chiếc áo dài đỏ đầu đội mấn thế nhưng trên mặt cô lại không có một chút sự vui vẻ nào Cô gái lực bất tòng tâm, chỉ có thể hét lớn cầu cứu. Mẹ ơi, cha ơi, cứu con với, con không muốn chết. Thả tôi đi đi mà, tôi cậu xin các người. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ phía sau đi lên, không nói lời nào, liền tắt thẳng vào mặt cô gái rồi hét lớn. Tao để mày được theo hầu con trai tao là phước đức ba đời của mày rồi. Là hét cái gì nữa, cha mẹ mày đã bán mày cho tao rồi khỏi cầu cứu ai hết không ai tới đây mà cứu được mày đâu ngoan ngoãn đi theo xuống dưới hầu hạ con trai tao đi người phụ nữ vừa dứt lời liền ra hiệu cho hai tên người hầu đem cô gái đi tới chỗ chiếc quan tài rỗng còn lại cô gái biết rõ bản thân mình một khi vào đó thì sẽ không thể trở ra nên càng phản kháng mạnh mẽ hai tên còn lại không còn đủ kiên nhẫn liền buông tay ra nhưng sau đó liền đánh cho cô gái một trận thừa sống thiếu chết. Người phụ nữ nhìn thấy hết tất cả, nhưng lại không hề có ý định ngăn cản lại. Đối với bà ta, chết bây giờ hay một hồi nữa chết thì cũng chỉ khác thời gian mà thôi. Cô gái bị đánh đến hấp hối, nằm trên bãi cỏ mơ màng, thấy có người đến gần mình. Một người phụ nữ mặc trên người một bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, trước ngực bà in lên một chữ hỷ. Bà ta cầm trên tay một cái còng sắt đi tới Cô gái nằm trên đất đã không còn sức phản kháng Cô ta đã không thể làm gì được nữa Người đàn bà bên cạnh đọc to rõ dạc: Huỳnh Thị Hường sinh lúc 11 giờ 45 phút tối năm mậu dần Trăng tròn 18 tuổi Theo hậu cậu hai Đời đời kiếp kiếp một dạ trung thủy Hế hài lòng thì vạn kiếp không thể siêu sinh Chị đứng bên cạnh sợ đến co rúm người Mặc dù cô biết rõ mấy người ở đây sẽ không nhìn thấy cô Nhưng thấy cái cách bọn họ đối xử với một cô gái chân yếu tay mềm Khiến cô không khỏi sợ hãi Cuối cùng chị cũng biết đám người này muốn làm gì Bọn họ muốn cô gái kia phải chôn sống theo người đàn ông kia Để gã ta dù có chết cũng sẽ có người đi theo hầu hạ Đột nhiên có ai đó đứng bên cạnh chị lên tiếng hỏi Ai sắp bị chôn sống vậy? chị không kịp suy nghĩ theo phản xạ đáp. Là cô gái đó. Người bên cạnh dường như không hài lòng với câu trả lời này, liền hỏi tiếp. Không phải cô gái đó đâu. Vậy chứ là ai? Chị hỏi xong còn nghĩ trong bụng, ở đây ai có mắt mà không nhìn thấy chuyện đang xảy ra, người này còn hỏi làm gì chứ. Thế nhưng, khi suy nghĩ này thoáng qua xong, chị mới nhớ ra làm gì có ai nhìn thấy cô mà lại nói chuyện cùng lúc cô quay đầu qua cùng lúc đập vào mắt là một gương mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ như máu người kia nhe ra hàm răng trắng ẩn nói một câu chính là cô đấy chị hét lớn lùi lại muốn bỏ chạy nhưng ngay lập tức cô đã bị một lực kéo mạnh lại cô còn chưa nhìn ra được là thứ gì kéo mình thì đã cảm thấy nghẹt thở như cổ bị siết chặt vậy Lúc này cô mới nhận ra chiếc cổng sắt trên tay người đàn bà kia đã còng vào cổ mình từ bao giờ. Hơn nữa, trang phục trên người cô cũng đã thay đổi. Bây giờ, cô mới là người sắp bị chôn sống ở đây. Một người mặt mũi bặm trợn đi tới nắm lấy tay cô kéo đi, liên tục thúc giục. Đưa mở hai qua, đưa mở hai xuống, nhanh chôn đi, lấp đất đi. Chị bị lôi sảnh sạch trên đất liên tục hét lớn ngăn cản Không phải tôi Tôi không phải mợ hai Thả tôi ra Thả tôi ra đi Tôi không phải mà Là con chưa ai nữa hả chi Chị mặt cắt không còn giọt máu Nhìn qua người còn lại đang nắm lấy cô Đó không ai khác Chính là mẹ ruột của cô Hằng đeo trang sức đầy người Miệng cười tuét tuét Kéo tay chi tới chỗ quan tài rỗng Đi nhanh thôi Cậu hai đợi lâu lắm rồi Đầu kia của cổng sắt bị mẹ cậu hai nắm lên Hai tay chi lại bị hai người giữ chặt Cô điên cuồng giấy rủa Nhưng chỉ giống như đang làm trò hề trước mặt đám người kia Bên tay cô vang vọng tiếng kèn trống ngày một lớn Trước mặt Một người mặc đồ thầy tế nhảy nhót múa may quay cuồng Với bó nhang rực cháy trên tay những người xung quanh ai cũng lộ ra biểu cảm tươi cười rạng rỡ Giống như trước mắt đang là một chuyện cực kỳ vui vẻ vậy Chỉ bị đưa tới giữa đám đông Một bên là hố sâu 3 mét Một bên là một đám mặt người dạ thú Trước là quan tài rỗng Sau là xác chết đã bốc mùi của người gọi là cậu hai Chị hoàn toàn tuyệt vọng Cô bất lực cào lên một tiếng như muốn xé rách cổ họng đúng lúc này cô cũng thành công tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kia chi vừa mở mắt ra hằng bên cạnh bị tiếng la của con gái làm giật mình quay sang hỏi hắn nhưng vì hằng trong giấc mơ khi nãy vừa cười vừa đẩy cô về phía đám người kia vẫn chưa khiến cô hết ám ảnh bởi vậy vừa thấy hằng đưa cánh tay đến chi đã lập tức rụt người lại ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn mẹ mình hằng bối rối lên tiếng hỏi còn làm sao đấy gì mà tránh mẹ như tránh tà vậy Chị thở dốc lắc đầu Hai tay ôm lấy người nấp một bên tỏ vẻ không muốn nói chuyện Hằng cũng sợ gấp quá thì hư chuyện Nên cũng không ép buộc Trong đầu nghĩ lúc về nhà Nên bắt đầu làm gì để tăng tình cảm giữa hai mẹ con Hai mẹ con Hằng về tới nhà thì cũng 5 giờ chiều Chị vừa bước xuống xe thì đã thấy cô Sáu Người giúp việc trong nhà đang đốt chậu lửa Tài xế giúp hai mẹ con xách đổ vào sau. Hằng nắm tay con gái dẫn đến trước chậu lửa, nói Con bước qua chậu lửa đi, để đuổi hết cái xui đi. Chi gật đầu nghe lời mẹ bước qua chậu lửa. Cô Sáu cầm sẵn khăn mặt để Chi lau đi bụi bẩn trên người. Sau đó mới để cô bước vào nhà. Từ nay trở về sau trở lại cuộc sống là một tiểu thư, cảnh vàng lá ngọc của mình. Cô Sáu đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn thịnh soạn đã lâu không được kể cạnh con gái khiến hằng chỉ muốn đem hết tất cả những điều tốt đẹp nhất dâng đến trước mặt cô trong bữa cơm chị đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cô kể cho mẹ nghe những chuyện đã trải qua trong mấy năm qua cô kể về người bạn thân thiết của mình kể về lần đầu tiên cùng lớp đi cắm trại kể về người con trai đầu tiên cô có tình cảm chỉ mấy tháng nữa chị đã bước vào giảng đường đại học trở thành một cô sinh viên năm nhất chuyên ngành kế toán. Cô sẽ có những người bạn mới, chàng trai mà cô có tình cảm kia có lẽ cũng không thể gặp lại nữa. Hằng nghe ra sự nuối tiếc trong lời nói của con gái, liền lên tiếng an ủi. "Bạn không cần quan tâm mới hay cũ, đối xử tốt với mình mới là quan trọng nhất. Chỉ cần con còn đi tiếp thì sẽ không chỉ gặp lần đầu tiên, còn có lần thứ hai và lần thứ ba." còn về chàng trai mà con thích chỉ cần có duyên thì nhất định sẽ gặp lại được thôi nhờ có mấy lời an ủi của mẹ mà tối đó chị đã có một giấc ngủ rất yên bình ngày hôm sau chị được mẹ đưa đi mua đồ mới chiều hôm đó cô còn được đưa đến nhà hàng sang trọng ăn rất nhiều món ăn chị chụp hình đăng lên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người đọc được những lời bình luận bên dưới khiến chị cảm thấy vui vẻ. Vì trước đó mọi người khi nói chuyện với cô, hầu hết đều hỏi cô ở bên cạnh Linh Bà lâu như vậy, có phải đã mở được thiên nhãn hay không? Còn không thì bảo cô xin bùa bình an, bùa thi tốt, bùa phát tài. Còn bảo cô nhờ Linh Bà gọi linh hồn bà nội của mình lên để xin số đề. Điều đó khiến cô cực kỳ khó chịu và đôi khi cảm thấy tự ái rất nhiều. Vì rõ ràng đám người đó không hề muốn làm bạn với cô mà chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi. Thời gian chi trở về nhà thấm thoát cũng đã qua mấy tháng, sắp đến sinh nhật 18 tuổi của cô. Vì đây cũng là lần đầu tiên chi được tổ chức sinh nhật ở nhà. Nên lần này Hằng đã đặt ra rất nhiều tâm huyết, quyết tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật lớn cho con gái. Chị cũng nhận cơ hội này mời tất cả những người bạn ở trường học cũ đến chung vui. Sẵn tiện cho họ chiêm ngưỡng cơ người vốn có của gia đình cô. Chỉ mới qua mấy tháng, chị đã hoàn toàn bị mẹ mình tẩy não. Cô đã mất đi cái dáng vẻ khiêm tốn cẩn trọng lúc ở bên Linh Bà. Hiện tại trên người chi đều thướt tha quần là áo lụa. Mẹ chị mua cho cô đủ thứ trang sức những thứ thuộc mẫu mới nhất xa xỉ nhất. Còn nói nếu cô học tốt đợi cô đủ tuổi sẽ mua xe hơi cho cô. Những thứ xa hoa lộng lấy được bày biện trước mắt mỗi ngày khiến chị đã quên mất nguy cơ lớn nhất đời mình đang đến gần. Kể cả cơn ác mộng ngày cô rời khỏi chỗ linh bà cũng đã bị cô quăng đến tận phương Bắc. Ngày sinh nhật đến, chị được mẹ tặng cho một sợi dây chuyền đính kim cương vô cùng đắt tiền đầu đội vương miệng trên người mặc một chiếc váy bông xòe chị xuất hiện như một cô công chúa trong chuyện cổ tích sự lộng lẫy kia ngay lập tức trở thành tâm điểm giữa một rừng người sở dĩ hôm nay chị cố tình biến bản thân trở nên lộng lẫy như vậy là vì cô đã mời được chàng trai mà mình thích đến dự bữa tiệc sinh nhật này mặc dù lần trước cô tỏ tình đã bị anh từ chối nhưng cô vẫn tin rằng bản thân có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ trong lần gặp mặt này. Chàng trai chi thích tên là Bằng, năm nay 26 tuổi, hiện đang là bác sĩ thực tập ở một bệnh viện lớn. Ba đời nhà Bằng đều là bác sĩ, chỉ cần là con trai trong nhà thì từ nhỏ đều được định hướng theo ngành này. Bằng cao giáo điển trai lại thêm hình tượng bác sĩ khi gán lên người mấy chàng trai thì đặc biệt ghi điểm trong mắt mấy cô gái. Hơn nữa tính cách bằng cũng rất nhã nhặn lịch sự. Lần đó dù tình cảm bị từ chối nhưng Chi cũng không hề cảm thấy anh đáng ghét, ngược lại tình cảm dành cho anh lại thêm sâu đậm hơn rất nhiều. Không nói đến tình cảm, cưới được một người chồng là bác sĩ thì tương lai sẽ không sợ nghèo đói. Sau lần tỏ tình đó thì bằng luôn giữ mối quan hệ với bạn bè với Chi cô hay gọi điện hỏi anh về tài liệu luyện thi hay làm sao để biết mình hợp với nghề nào để chọn học những vấn đề liên quan đến học tập anh đều trả lời nhưng khi cô muốn rủ anh đi uống nước hoặc cặp mặt và đi đâu đó chơi với tư cách là bạn bè thì anh lại bảo không có thời gian chỉ biết anh đang tránh né mình vì anh biết cô vẫn còn tình cảm với anh nhưng vì anh quá tốt bụng cho nên không muốn thêm lần nữa khiến cô cảm thấy thất vọng chi mang trong lòng niềm tin như vậy và theo mỗi ngày trôi qua tình yêu trong cô ngày càng được nuôi dưỡng lớn hơn nhưng lần này khi chi ngỏ lời mời bằng đã không từ chối hơn nữa còn tỏ ra rất vui vẻ khi nhận được lời mời của cô cho nên chi mới dành nhiều tâm huyết để trưng diện như vậy thế nhưng khi chi vừa từ trong phòng đi ra thì lập tức nhìn thấy bằng đang dắt tay một cô gái từ ngoài cửa đi vào vì trong nhà đang bật nhạc rất lớn nên khi cô gái có vẻ muốn nói gì đó thì bằng lại nghiêng đầu một cách dịu dàng về phía cô. Hình ảnh ngọt ngào như vậy lọt vào mắt Chi lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Giờ thì cô đã hiểu, tại sao lần này anh lại đồng ý đến đây, cũng hiểu được vì sao lúc trước mỗi lần cô muốn rủ anh đi uống nước thì lại bị anh từ chối. Chắc là sợ bị bạn gái hiểu lầm chứ gì hằng đang nói chuyện với mấy người bạn thấy chị đi xuống liền dắt tay cô đến giới thiệu từng người đang lúc nói chuyện cậu của chi đi tới ông nói không biết mua gì làm quà nên đã cho cô tiền để cô muốn mua gì thì mua nói chuyện hỏi thăm một hồi cậu chi nói muốn giới thiệu của cô một người sau đó thì dẫn cô gái tay trong tay với bằng đi tới bằng nhìn thấy cô cũng chỉ mỉm cười kiểu lịch sự thái độ không hẳn là người dưng nhưng nhìn cũng không có vẻ gì là thân thiết hơn nữa trong suốt quá trình nói chuyện cũng chưa từng buông tay cô gái kia ra chi tự nhủ trong bụng sợ người ta không biết hai người là người yêu của nhau sao mà lại làm như vậy cậu của chi giới thiệu cô gái kia là con gái của mình khiến chi ngơ ngác không hiểu chuyện gì mẹ cô bên cạnh mới giải thích rằng cậu của cô sau khi ly hôn với mở đã kết hôn với một người phụ nữ khác vì hai bên đều đã lớn tuổi nên cũng không làm tiệc tùng gì mà chỉ tổ chức một buổi ăn cơm ấm áp giữa hai bên gia đình cậu chi cũng đã có nhà riêng nên hiện tại cậu và mợ mới của chi đều đang sống ở đó còn cô gái kia dù không có chút quan hệ máu mủ nào với chi nhưng cậu chi đã trở thành cha dượng của người ta nên cô gái kia theo vai vế đã trở thành chị họ của cô cô gái tên thanh Mấy năm trước qua Nhật làm việc, gần đây mới trở về. Theo cậu Chi nói, sắp tới Thanh và Bằng sẽ tổ chức đám cưới, đó cũng là lý do Thanh không tiếp tục làm việc ở Nhật nữa mà trở về Việt Nam. Dù vậy với kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và khả năng nói được hai thứ tiếng Anh Nhật như người bản xứ, Thanh đã sớm nhận được công việc lương cao ngất ngưởng khi chỉ mới trở về mấy tháng. Tiệc lớn dành riêng cho mình. Nhưng Chi lại không thể nào cười nói Cho tới lúc gần tàn tiệc Chi mới có cơ hội nói chuyện riêng với Bằng Khi Thanh vào nhà vệ sinh Hóa ra anh đã có bạn gái rồi Vậy mà không chịu nói sớm Biết anh có bạn gái em sẽ không tỏ tình làm gì rồi Chi cười nói Bằng lắc đầu thành thật nói Hồi em tỏ tình anh vẫn chưa có bạn gái Lúc đó anh chỉ nói chuyện với Thanh trên mạng anh tỏ tình nhưng cô ấy không muốn yêu xa nên từ chối. Cho nên lúc đó anh vẫn còn độc thân thật. Bằng càng giải thích chỉ lại càng thấy đau lòng. Người ta còn đang bận tỏ tình hơi sức đâu mà để ý đến cô chứ. Liệt mắt thấy Thành vẫn chưa ra cô lại hỏi. Vậy lúc em hẹn anh ra ngoài uống nước anh cứ từ chối là vì đã tỏ tình thành công với chị Thanh. Sợ chị ấy hiểu lầm hả? những tưởng bằng sẽ trở lại cho cô chút mặt mũi ai ngờ con người bằng không được gì nhiều chỉ được cái thành thật không nghĩ nhiều liền gật đầu công việc của thanh lúc đó có rất nhiều áp lực cô ấy ở nơi đất khách quê người một mình làm việc đôi khi mệt mỏi cũng không có ai bên cạnh bầu bạn anh không muốn để xảy ra hiểu lầm gì khiến cô ấy phải suy nghĩ nhiều hơn nữa em là một cô gái tốt bụng xinh đẹp anh không muốn em phí thời gian trên người anh. Chắc lúc đó anh chưa nói rõ ràng. Xin lỗi nếu để em hiểu lầm. Bằng đã nói tới mức này rồi, chỉ có mặt tẩy cỡ nào cũng không muốn ở lại tiếp tục nói chuyện, nên đành tìm cớ rời đi. Chị vừa đi thì Thanh cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Đúng lúc chị quay đầu, liền thấy cảnh anh dỗ dành Thanh, khiến cô tức đến không thở nổi. Bởi tiệc kết thúc lúc 9 giờ nhưng Chi vì chuyện của bằng nên vẫn không nuốt trôi được cục tức này. Quyết định cùng mấy người bạn cấp 3 đi tìm quán karaoke hát hò một trận. Hai anh em mẹ Hằng đã lâu không cùng nhau nói chuyện nên chỉ kêu tài xế đi theo chờ đón chi về. Dù sao sinh nhật qua rồi, cô cũng đã 18 tuổi. Tuổi này nếu tính hồi ông bà thì một hai đứa con cũng là chuyện bình thường rồi, nên Hằng cũng không lo lắng lắm. Chị ở trong quán karaoke đâu phải hát mà là hét Cô muốn hét hết tất cả sự khó chịu trong người ra một lượt Nhưng càng nghĩ lại càng thêm tức Đặc biệt là mấy lời khen ngợi của mấy người trong bữa tiệc dành cho Thanh Thanh chỉ lớn hơn Chi 2 tuổi Bởi vậy mấy bà gì kia cứ hễ ra là lại bảo Chi phải học theo Thanh Phải qua Nhật, phải học ngoại ngữ Rồi còn phải kiếm chồng là luật sư bác sĩ này nọ Càng nghĩ càng giận, Chi đang cầm micro lên đập mạnh xuống bàn, móc trong bóp ra mấy tờ 500 bỏ lên bàn, rồi vùng bằng bỏ về trước sự ngạc nhiên của mấy người bạn còn lại. Chị đi ra cửa thì tài xế trong nhà đã đợi sẵn. Cô leo lên xe, dặn tài xế về tới nhà thì gọi rồi nhắm mắt lại. Không biết là muốn ngủ hay muốn suy nghĩ gì nữa. Chị ngồi trong xe cảm thấy trong người hơi nóng, thầm nghĩ có lẽ bản thân vừa từ bên ngoài bước vào nên chưa quen với điều hòa trong xe. Ánh mặt trời chói chang làm tốt nhiệm vụ thiêu đốt Trần Gian đã chịu nhượng bộ mà thu mình lại dưới đường chân trời từ lâu. Cái nóng này e là vì rượu chứ không phải là vì tiết trời. Thế nhưng một đêm yên bình được đắm mình trong những cơn gió thu nhẹ nhẹ, một ấm trà nóng, một đêm đầy sao đã không tới như đã hẹn. Thay vào đó trên bầu trời cuộn cuộn những đám mây đen kịt Đôi lúc còn có những tia chớp xoèn xoẹt phía xa Khiến lòng người tự dưng lại cảm thấy bất an Người ta vẫn nói trăng giữa mùa thu luôn là trăng tròn và sáng nhất trong năm Nhưng đêm nay đến cả ánh trăng dường như cũng cảm nhận được sự bất an Đang lan rộng trên vùng đất này Mà giấu mình dưới những đám mây đen Đời mãi mà trong người vẫn không hết nóng mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra khiến chi hơi bực bội giọng có phần tranh chua lên tiếng hỏi người tài xế của gia đình chú ơi chú có bật điều hòa chưa vậy không nhận được câu trả lời khiến tâm trạng chi càng tuột dốc không phanh cô mở mắt nhìn người phía trước giọng càng lớn hơn hỏi chú có nghe tôi hỏi không đấy lúc này chi đột nhiên không cảm nhận được chiếc xe đang chạy nữa Cô nhìn quanh thấy chiếc xe đang đậu trên một con đường vắng vẻ, không một bóng người. Trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đủ thứ suy nghĩ về mấy loại tội phạm được đưa tin trên truyền hình cứ hiện lên trong đầu cô không ngừng được. Ờ, à, chú, chú, chú nè, nhà tôi nhiều tiền lắm, chú biết mà. Chú muốn, muốn bao nhiêu tiền? Tôi gọi mẹ tôi gửi cho chú. Chú đừng có làm chuyện bậy bạ ở, ở, ở tù đấy chú chị nói xong thì không kìm được khóc thút thít thế nhưng người phía trước từ đầu tới cuối đều không chịu lên tiếng chị bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng cánh tay run rẩy đưa lên đẩy nhẹ lên vai người phía trước một cái thứ cô cảm nhận được đầu tiên là cứng sau đó là mềm nhưng không phải cứng do xương cũng không phải mềm do da thịt chị lấy hết can đảm vươn người về trước giọng hơi run run hỏi chú 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 có sao không vậy Rốt cuộc, rốt cuộc chú muốn đưa tôi đi đâu vậy? Vừa nói xong câu này, chị vừa lúc đối mặt với người đang ngồi phía trước. Hai mắt cô trưởng lớn đến mức sắp rơi ra ngoài. Ngồi ở ghế tài xế không phải là ông chú mà cô đã quen mặt, mà đó là một người giấy với gương mặt được vẽ nguệt ngoạc bằng mực đen, không nhìn ra là đang khóc hay đang cười. Người giấy từ nãy đến giờ vẫn im thiên thít, đột nhiên quay ngoắt đầu sang Vết mực trên mặt cong lên Nở ra một nụ cười quái gở. Không gian chật hẹp trong xe vang vọng tiếng cười hi hi ha ha Người giấy lên tiếng nói Tôi đưa mở đến gặp cậu hai ạ à. Chị mặt biến sắc như phát điên lên Quay lại đẩy mạnh cửa muốn chạy Thế nhưng dù cô đập mạnh cỡ nào Cửa xe cũng không bị một vết nứt Đầu chi đầm điểm mồ hôi Cô bắt đầu thở dốc vì căng thẳng Cô ngước mắt lên thì đập vào mắt là một người giấy đang đứng bất động bên ngoài. Không dừng lại ở đó, từng người giấy từ trong bóng tối xuất hiện bất thình lình rồi vây quanh chiếc xe. Tiếng trống kèn cùng lúc vọng đến. Từ xa, một bóng dáng cao hơn nghênh ngang thong thả đi tới. Người đàn ông đi tới trước đầu xe, khuôn mặt khuất trong bóng tối gã nói: "Ngày lành tháng tốt đã đến." Ba đêm nữa cậu sẽ đến rước cô đi Ngoan ngoãn theo hầu cậu Nếu không cả dòng họ cô đều phải chết Chị Hạ thấp đầu xuống Lúc này đã nhìn rõ được người đàn ông trước mắt Có dáng vẻ như nào Cả một thân gầy nhom như bị suy dinh dưỡng tay chân khẳng khiu Chỉ còn lại lớp da bọc xương Trên người vận một bộ quần áo rộng thùng thình Dù trên người đeo đủ thứ vàng bạc đắt đỏ Thế nhưng dáng vẻ trông chẳng khác gì một tên công tử bột Chỉ biết dựa vào tiền của cha mẹ để phá phách khắp nơi Đó là kiểu đàn ông chỉ ghét nhất Từ chỗ Linh bà, chị đã sớm nghe được chuyện cha cô năm xưa vì muốn kiếm tiền Đã giúp ngược mộ của gã nhà giàu kia lên Hơn nữa còn đem cô gái bị chôn theo gã đi tới chỗ khác Người sau đồn rằng cậu hai lúc chết bị vợ bé của cha mình nguyền rủa biến thành ác quỷ nhưng thật ra người làm chuyện đó là mẹ ruột của gã hơn nữa bà ta là vì sợ con trai mình chết đi sẽ bị những hồn ma khác ăn hiếp nên mới muốn biến con trai thành ác quỷ có sức mạnh vô biên cô gái kia bị đem đi chôn sống để theo hầu cậu hai cũng là ý của bà ta ai cũng bảo bà cả nhu nhược yếu đuối trong nhà không có tiếng nói nên chồng bà mới có nhiều vợ bé và nhân tình như vậy nhưng thật ra bà ta cũng không yêu thương gì ông ấy Bà ta gả cho ông cũng là vì nghe lời cha mẹ Cho nên ông có bao nhiêu vợ bé Bao nhiêu nhân tình bà ta cũng không quan tâm Thứ bà ta quan tâm chỉ có con trai mà thôi Nếu như năm xưa cha chi không chọc đến gã Thì cô đã không phải gặp chuyện này Nghĩ tới việc bản thân phải chịu giống số phận của cô gái kia Khiến chi trở nên vô cùng kích động Cô ngồi trong xe Trong đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi cô vịn lấy cửa xe lớn tiếng hét lên tôi không muốn gả cho anh tôi không muốn gả cho anh biến đi đồ ác quỷ biến đi chỗ khác đừng có tìm tôi nữa đừng tìm tôi nữa chi 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 giật mình sực tỉnh lại nhờ tiếng gọi của chú tài xế cô đảo mắt nhìn quanh thấy xe đang đậu trước cửa nhà liền đẩy cửa một cái lần này cửa nhẹ nhàng bị cô đạp văng mạnh ra chi không dám chần chừ phóng như bay ra khỏi xe chạy nhanh vào nhà. Hằng đang ngồi ở phòng khách xem phim trong lúc đợi con gái về. Cô vừa nói chuyện xong với anh trai mình và được biết người chị dâu mới này rất tốt, khác xa với người chị dâu hở ra là lớn tiếng, không vui thì mặt nặng mày nhẹ kia. Biết được cuộc hôn nhân thứ hai của anh mình được suôn sẻ, khiến Hằng cảm thấy rất an ủi. Mấy năm trước mẹ cô qua đời, trong nhà chỉ còn lại anh em giờ ai cũng yên ấm thì cha mẹ cô ở bên kia chắc cũng cảm thấy rất an lòng hằng đang vui vẻ đột nhiên nhìn thấy con gái hối hả chạy từ ngoài vào khiến cô giật mình còn tưởng là có chuyện gì xảy ra liền lo lắng hỏi sao vậy con có chuyện gì vậy chi xả vào lòng mẹ mình cả người vẫn chưa hết run lắp bắp nói ừ, mẹ ơi gã tới rồi gã tới rồi gã muốn đem con đi con không muốn chết, con không muốn chết đâu mẹ ơi. Người ta vẫn bảo đời người cái gì cũng bất quá tam, nhưng chỉ có lẽ không đợi được đến lần thứ ba. Hóa ra đây chính là thời điểm thích hợp mà Linh bà vẫn hay nói với cô. Tên kia vốn không phải đã buông tha cho cô, mà gã đang đợi cô đủ 18 tuổi. Bằng đúng số tuổi với cô gái đã bị chôn sống trước đó. Còn không muốn chết đâu. Mẹ ơi, cứu con với. Sau khi nghe chi kể lại hai lần cô nằm mơ nhìn thấy bản thân bị cậu hai bắt đi, Hằng cuối cùng cũng tin rằng con gái mình đã bị tên cậu hai kia điểm mặt chỉ tên. Tối đó Hằng phải tốn rất nhiều công sức mới khiến chị yên tâm đi ngủ. Sau đó Hằng đã gọi điện rất nhiều cho Linh bà, nhưng điện thoại lại không có ai bắt máy. Sáng hôm sau, Hằng để chi lại cho cô Sáu giúp việc chăm sóc, còn mình thì ngồi xe tới chỗ Linh bà. Nhưng khi Hằng đến đó, Thứ khiến cô kinh ngạc nhất chính là nơi cô gửi gắm chi hơn 10 năm kia đã biến thành một quán bún núp hẹp. Nhìn từng góc của quán bún đều nhuốm màu năm tháng, không hề có chút gì giống như mới xây dựng khiến cô ngơ ngác đứng đó rất lâu. Một người từ phía sau đi tới, thấy chị đứng chắn đường lên tiếng gọi. Chị hoàng mang lên tiếng hỏi. Chị này, Linh bà dọn nhà đi đâu rồi vậy? Linh bà, đã bà Linh chủ tiệm vàng hả? Hay bà Linh bán ốc? Một bà nhà ở đầu hẻm, một bà nhà ở cuối hẻm. Có ai dọn đi đâu đâu mà. Thôi tránh ra cái, đứng ngáng đường hồi đổ hết bây giờ. Hằng thẫn thờ đi ra xe, nhìn lại địa chỉ, rồi lại so với địa chỉ mình vừa tới. Lúc này mới biết bản thân đã nhìn sai. Khẽ thở phào một hơi, lại kêu tài xế chạy tới chỗ Linh bà lần nữa. Tài xế chạy mấy vòng, giúp cuộc cũng nhận ra có gì đó rất khác thường. Ông đã không ít lần lái xe đưa bà chủ của mình đến chỗ Linh Bà. Dù không nhìn địa chỉ thì ông vẫn dễ dàng chạy đến đó. Nhưng hôm nay từ sáng đến chiều, năm lần bảy lượt xe ông đều chạy sai địa chỉ. Lúc thì chạy sai hẻm, lúc thì chạy sai đường, khi lại chạy sai cách tận mấy quận. Thậm chí Hằng có xuống xe bắt taxi bên ngoài thì cũng gặp chuyện tương tự hết tài xế này đến tài xế khác rơi vào bối rối rồi xin lỗi ríu rít nhưng đến khi trời sụp tối cô vẫn không thể chạy được tới chỗ của linh bà hằng không còn cách nào khác đành phải trở về nhà trên đường về cô cuối cùng cũng hiểu được liên kết bị đứt mà chi nói với cô trước đó nghĩa là sao có lẽ không chỉ hôm nay mà cả đời này linh bà chỉ có thể tồn tại trong ký ức của hai người họ mà thôi trở về nhà dù đã rất mệt vì cả ngày phải buôn ba bên ngoài nhưng sau khi được một người bạn giới thiệu cho một bà thầy cúng thì hằng lập tức đưa chi chạy đến gặp mặt người bạn ở đầu xây bên kia liên tục khen lấy khen để bà thầy cúng kia người bạn kia còn nói rằng mấy năm trước con trai bà đi bậy bị dính duyên âm cũng chạy đi tìm chỗ cắt nhưng chỗ nào cũng bảo người âm bên kia quá mạnh tay họ không dám dính vào sau đó được người ta giới thiệu tới chỗ bà thầy cúng kia. Chỉ đi hai lần là xóa được duyên âm ngay. Nói chuyện rất lâu, Hằng còn biết được, bà thầy cúng kia tên thật không ai biết, đặt bảng hiệu là thiện tâm tiên nương. Treo trên miệng câu bản thân được trời cao phái xuống, Cấu giúp những kẻ khốn khổ. Dù nghe thì như lời của đám lừa đảo, nhưng tiếng tăm của thiện tâm tiên nương này trong giới cũng được rất nhiều người biết tới hằng lo sợ con gái gặp chuyện không may nên không còn cách nào khác chỗ thiện tâm tiên nương ở nằm trong một con hẻm vắng mặc dù hai bên cũng có không ít nhà vì đường nhỏ nên xe không thể vào trong hai mẹ con hằng buộc phải xuống xe rồi đi bộ tới địa chỉ được bạn thân gửi trời lúc này đã nhá nhem tối hai người phụ nữ quần là áo lụa đi trong con hẻm tối cứ rút vào nhau vài người từ trong nhà đi ra nhìn thấy cả liền tò mò ngó theo Đi đến gần cuối hẻm, cả hai cuối cùng cũng tới được chỗ của thiện tâm tiên nương. Nơi ở của thiện tâm tiên nương nhìn qua liền biết không phải là nơi tầm thường. Xung quanh là được xây kín cổng cao tường. Gõ cửa một hồi mới có người ra tiếp chuyện. Sau khi được đưa vào trong càng khiến hằng thêm kinh ngạc. Trên bức tường cao trên mấy sợi dây thừng, những mảnh vải nối với sợi dây lạ lướt bay trong gió hai cột đá lớn trước cửa nhà khắc hình đầu sư tử bên trên còn treo thêm hai cái lồng đèn màu đỏ ánh sáng đỏ như máu từ lồng đèn thoát ra hắt lên khuôn mặt người khiến hai mẹ con hằng không khỏi run sợ không dừng lại ở đó bên trong nhà treo toàn rèm cửa màu đỏ khiến cả căn phòng đều chìm trong ánh đỏ chói mắt hai người được đưa đến một gian phòng nhỏ bên trong bày đủ tượng thờ nhưng hằng lại không nhìn ra được là đang thờ cúng vị thần nào hết. Thiện tâm tiên nương ngồi trước một cái bàn thấp, gõ tay lên bàn ra hiệu cho hai mẹ con vẫn đang nhìn giáo giác, ngồi xuống phía đối diện. Hai bên ngồi xuống đối diện, không hẹn trước cùng đưa mắt quan sát đối phương. Thiện tâm tiên nương đeo trên mặt một lớp trang điểm dày cộp, da mặt trắng ẩn như chét vôi, khiến từng biểu cảm trên mặt đều trở nên đơ cứng. Nhìn qua giống như cố tình trông như một con búp bê bằng nhựa trong tay mấy bé gái. Thế nhưng dù bà ta chưa nói gì, hai mẹ con Hằng chỉ nhìn vào mắt thôi, nhưng không hiểu sao đột nhiên thấy trong lòng cứ bất an. Thiện tâm tiên nương đột nhiên cất giọng. Trong lòng có quỷ, thấy bất an là đúng rồi. Bà ta vừa nói xong câu này, biểu cảm trên mặt hai mẹ con Hằng lập tức chuyển từ kinh sợ sang kính nẻ bà ta lại nói tiếp. Trước đây đã có nhờ vả người khác rồi phải không? Hai mẹ con Hằng bất giác trột dạ nhưng vẫn không dám dối trá nửa lời. Thành thật gật đầu Hằng nói. Dạ không giấu gì tiên nương, lúc chồng con mất có dặn trước, lo sợ con gái gặp nạn, con cũng không còn cách nào đành phải làm theo. Ở bên kia gần chục năm nhưng không có gì khác thường, tình mẹ con thì lại xa cách con không chịu được nên quyết đem con gái về tự mình chăm sóc ai ngờ con gái chưa về bao lâu thì liên tục gặp chuyện mà bên kia cũng tự dưng biệt tích con được người quen chỉ dẫn nên mới biết đến tiên nương mong người rộng lượng bao dung giúp cho con gái con thoát khỏi kiếp nạn này người không có tâm thiện lành thì hành sự không khác gì bọn tiểu nhân đầu đường xó chợ thiện tâm tiên nương hỏi đã lửa của các ngươi không ít tiền rồi phải không Hằng gật đầu Dạ Tiền bạc đối với con không quan trọng Con chỉ muốn con gái được bình an mà thôi Thiện tâm tiên nương đột nhiên thay đổi sắc mặt Bà ta hắng giọng ra vẻ rộng lượng nói Ai gặp chuyện thì bỏ Chứ ta thì không Chuyện này ta sẽ giúp Người kể ta nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra Hằng gật đầu liên lịa cảm ơn tối giết Sau đó bình tĩnh nhớ lại những gì bản thân được nghe kể lại từ người chồng đã mất của mình, bà không có mặt ngày hôm đó. Tất cả những gì biết được đều là nghe từ miệng của ông Tùng. Thực hư ra sao bà cũng không biết. Mà ông Tùng chịu kể cho bà nghe chuyện kia cũng là sau khi chứng kiến cái chết thảm thương của người anh em Chi Cốt. Thiện Tâm tiên nương sau khi nghe kể xong thì hơi khựng người lại. Năm xưa bà ta có cơ duyên gặp được một vị thầy cúng, rồi được ông dạy cho nghề xem bói. Nhưng mấy chuyện còn lại thì ông không cho bà học ông bảo muốn làm việc với người âm đều phải có căn cơ muốn nói chuyện với người âm để hiểu dụng ý của người ta đôi khi phải dùng chính thân thể mình để người âm nhập vào ông xem cho bà nói bà yếu mệnh không thể tiếp xúc quá gần với người âm dễ sinh tử nạn sau đó mấy năm vị thầy cúng kiếm mất vì tuổi cao sức yếu mà thiện tâm tiên nương trong mấy năm ở cạnh vị thầy cúng kia cũng đã học lỏm được không ít chiêu bị tiền làm mờ mắt bỏ qua hết sự dạy dỗ của sư phụ thiền tâm tiên nương bước chân vào con đường trừ ma diệt quỷ cứu người giúp đời của mình thiền tâm tiên nương nghe xong câu chuyện của hằng kể liền cảm thấy lo lắng trước giờ bà ta đã khai đàn nói chuyện với người âm cho người âm mượn xác nói chuyện cũng có vẻ bổ chú yếm nếu người kia đưa ra số tiền khiến bà ta hài lòng nhưng sau tất cả người bị hại nặng nhất cũng chỉ nhập viện mấy ngày. Bây giờ vừa mở miệng đã nói có hai người chết, bởi vậy mới khiến bà ta cảm thấy lo sợ. Hằng nhìn thấy thiện tâm tiên nương đột nhiên trầm mặc không nói, thì sợ bà ta đổi ý, con gái bà cũng sẽ hết đường cứu. Bà ta vội vàng từ trong túi móc ra hai sắp tiền dày cộm, lại tháo luôn chiếc nhẫn đính kim cương trên ngón tay mình xuống, giọng này nỉ nói. Con xin tiền nương hay giúp con gái con. Giá nào con cũng trả được hết Sắp tiền giày trên bàn Thành công đập tan mọi lo lắng Của thiện tâm tiên nương Bà ta cầm tiền và nhẫn Bỏ vào một cái hộp gỗ đỏ bên cạnh Hắn giọng nói <laughs> Ta đã nói sẽ giúp thì chắc chắn sẽ giúp Giờ ta sẽ làm khai phép Mời người kia lên Để xem có thể thương lượng hủy bỏ giao ước này hay không Thiện tâm tiên nương dù sao cũng là người trong nghề nghe qua thì biết ngay năm xưa cha chi vì thương cảm đem cô gái kia đi chôn nơi khác mà không hề biết rằng cô gái đó đã được gả cho cậu hai dù bị ép buộc nhưng gả thì vẫn là gả đường đường lại đem vợ người ta đi chỗ khác cậu hai đương nhiên không vui cho nên mười mấy năm qua cậu hai im lặng nhưng vẫn bám dính lên người chi là để chờ tới lúc chi bằng đúng tuổi của cô gái kia sau đó đem cô thế vào vị trí của cô gái đó. Thiện Tâm Tiên Nương nghĩ đơn giản chỉ cần gọi cậu hai tới tặng chút đồ đốt chút tiền giấy thì sẽ xong thôi. Mấy vụ trước bà ta cũng giải quyết như vậy, nên dù nghe nói đã có người chết nhưng trong lòng cũng không còn lo lắng như ban đầu nữa. Thiện Tâm Tiên Nương cho gọi đệ tử của mình đến bày bàn cúng, còn bà ta thì vào trong thay quần áo để chuẩn bị khai đàn làm phép. Lúc bà ta thay đổi xong đi ra thì trên bàn đã bày xong mọi thứ, gồm một lư hương, một nắm nhang, hai mâm trái cây tươi, hai chân nến lớn, ba chén sứ đựng trà, gạo và rượu. Bà ta quay trở lại chỗ ngồi, bộ trang phục trên người đính đầy chuông nhỏ theo cử động của bà ta, cứ phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Ánh sáng trong phòng chỉ đủ để nhìn thấy. Hơn nữa, Cả căn phòng đều bị màu của đèm cửa phản chiếu ra sắc đỏ quỷ dị. Thiện Tâm Tiên Nương lấy ra một miếng vải trắng đội lên đầu, châm nến đốt nhang, miệng lẩm nhẩm niệm thần chú. Vài con côn trùng bay lạc vào phòng bị ánh nến thu hút bay, rồi lại bỏ mình dưới ngọn lửa, để lại mấy âm thanh lép bép. Trong không gian kín đáo tĩnh lặng ngược lại càng thêm phóng đại lên gấp mấy lần thiện tâm tiên nương vừa dứt lời nhang vừa được cắm xuống một cơn gió từ đâu thổi đến rủ toàn bộ cửa đã được đóng chặt thiện tâm tiên nương đột nhiên giơ hai tay lên trước cơ thể cứng đờ lại trong vài giây rồi bất chợt run rẩy không ngừng bà ta vặn vẹo người một cách khác thường phía sau tấm vải trắng hai mắt bà ta chừng lớn còn người biến thành màu đỏ như máu Hai mẹ con Hằng bị hoàn cảnh trước mặt dọa sợ ôm chặt lấy nhau. Còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói không nghe ra nam hay nữ dội thẳng vào màng nhĩ. Người kia tức giận tột độ giống lớn. Năm xưa ông giả kia đã xâm phạm đến chỗ yên nghỉ của tao, còn đem vợ tao đi. Tao đã cho ông ta hưởng vinh hoa phú quý để đổi lại ông ta phải giao con gái cho tao. Bây giờ muốn trở mặt, coi thằng này là đồ ngu sao? Cả nhà mẹ ăn sung mặc sướng trên tiền của tao. Giờ không muốn thực hiện giao kèo, Mày nghĩ có thể thoát khỏi tao sao Nếu không có người nằm vào chỗ trống kia Tao sẽ nguyền rủa cả dòng họ mày Nguyền rủa tất cả những người liên quan đến dòng họ mày Đời đời kiếp kiếp phải sống trong nghèo đói Chết cũng không được yên thân Dòng nói kia vừa dứt, Cơn gió lạ thổi đến hất tung toàn bộ Đổ ở trên bàn xuống đất Một loạt tiếng đổ vỡ chuyển tới Nước chảy lênh láng Chỉ được mẹ ôm trong lòng nhưng đám mặt cắt không còn giọt máu cô như thể cảm nhận được một bàn tay đang bóp lấy cổ mình hơi thở gấp gáp nặng nề dần dần cảm thấy không còn đủ oxy để hít thở nữa giống như một lời cảnh cáo tên ác quỷ kia đang cho thấy nếu như không làm theo lời gã thì cô không còn con đường nào để đi ngoài đường chết chị run lẩy bẩy mắt từ từ trợn ngược nhìn lên trần nhà một lúc lâu sau thì cả người mềm nhũn ngất đi mà Thiện Tâm Tiên Nương trải qua chuyện vừa rồi, đột nhiên mệt lả đi, cục đầu xuống bàn, nằm im không nhúc nhích. Hiện trường chỉ còn lại một mình Hằng, bà hốt hoảng hô hoán gọi người đến. Đợi đến lúc chi tỉnh lại thì trong phòng cũng đã được dọn dẹp. Thiện Tâm Tiên Nương cũng đã tỉnh lại, nhưng cả người vẫn còn mệt mỏi. Hằng thấy con gái tỉnh lại thì mới bớt lo, lại thấy tình hình khi nãy trong lòng bắt đầu sợ hãi tên ác quỷ kia quá mạnh. Không biết con gái mình có tai qua nạn khỏi hay không Tiền tâm tiên nương im lặng rất lâu mới lên tiếng nói Tên ác quỷ kia chắc đã đợi rất lâu rồi Nên mới tỏ vẻ tức giận như vậy Lần này e là khó thoát được rồi Hằng nghe vậy thì sắc mặt tái xanh Bà chắp tay lại lục này nỉ van xin Tiên nương, ngỡ có cách nào khác không? Con gái con chỉ mới 18 tuổi Tội này không nên tính trên đầu nó Tiền nương, chỉ cần có cách bán cả cái mạng của con cũng được. Tiền nương, xin người. Chị lúc này giống như người mất hồn, vừa nghe được những lời cầu xin của mẹ mình thì cũng ngồi dậy. Nhào tới tháo luôn sợi dây chuyền đắt đỏ có một không hai là quà sinh nhật của mẹ tặng cho mình đặt lên bàn. Mặt đầy nước mắt khóc không thành tiếng mếu máu nói. Tiền nương, con không muốn chết, xin người hãy cứu con với, con không muốn chết đâu. Thiện tâm tiên nương nhắm mắt như đang nghỉ ngơi Sau khi mở mắt ra thì thấp giọng nói Có lẽ chính bà ta cũng không chắc chắn về những gì Mình sẽ nói ra sau đó Người kia chỉ nói phải có người nằm vào chỗ trống kia Chứ không nói nhất định là con gái bà Chỉ vì chồng bà là ngọn nguồn của sự việc Nên con gái bà đương nhiên nằm ở mũi xào chịu tội Nhưng tôi có thể thử gọi người kia lên Hỏi gã có thể đổi người được không? Đổi người? tìm người chết thay sao? Chị nghe xong buộc miệng hỏi. Hằng nghe nói có người chết thay liền tỏ ra sợ hãi. Chết người là chuyện lớn. Dù là vì con gái nhưng nếu tiên nương lên tiếng thì bà thật sự không thể quyết định được. Đó là cách duy nhất. Nhưng cũng chưa chắc người kia sẽ đồng ý. Hai người suy nghĩ đi. Có muốn thử hay không? Thiền tâm tiên nương nói đó là cách duy nhất khiến Hằng có chút lung lay. Chồng bà đã chết. 13 năm Chỉ là đứa con duy nhất của hai người Nhưng đưa ai vào chồng Bà cũng không nỡ Chỉ nắm lấy tay mẹ mình khẽ gọi Mẹ Cứu con Con không muốn chết Con còn muốn sống với mẹ Muốn báo hiếu cho mẹ Mẹ con mình chỉ vừa được sống cùng nhau Con không muốn xa mẹ đâu Hằng đứng giữa hai sự lựa chọn đều cực kỳ khó khăn Muốn cứu con bà thì phải hại chết con của một ai đó liệu bà có thể làm như không có chuyện mà cùng con gái sống hạnh phúc hay không nhưng cuối cùng với sự thúc giục của thiện tâm tiên nương và những lời ngọt ngào của chi bà đã gật đầu đồng ý thiện tâm tiên nương nhận được sự đồng ý liền lần nữa khai phép bà ta biết tên ác quỷ kia không phải dễ chọc mà cũng không phải là loại ác quỷ bình thường nên trong lần gọi lên này không khỏi có chút lo lắng Bà ta lấy một chén sứ đựng gạo đổ ra bàn Dùng một lá bùa vàng trống viết lên trên một chữ đổi đặt bên cạnh Sau đó đốt nhang rồi khấn niệm Mời ngài đến nhìn Mời ngài đến nhìn Tên ác quỷ kia lần nữa được gọi lên Dường như cũng hiểu được ngụ ý của lần gọi này Nên gã xuất hiện cũng không mang theo nhiều sức uy hiếp như lần đầu Hai mẹ con hẳn thấy có cơn gió lạ thổi đến Trong khi phòng vẫn đóng kín bưng Liền hiểu là gã đã tới hai người không hẹn mà cùng im lặng rút vào một góc chỉ mong gá đừng để mắt đến hai người cả cái bàn bắt đầu rung động cạo trên bàn cũng theo đó chạy loạn theo chẳng mấy chốc đã vẽ ra được một chữ được dù không biết ai sẽ phải thành kẻ chết thay nhưng trước mắt chị đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu của thiện tâm tiên nương trước khi hai người rời đi thiện tâm tiên nương có dặn dò nên tìm người xuất sắc một chút như vậy sẽ khiến tên ác quỷ kia hài lòng hơn hơn nữa còn cẩn thận nhắc lại mấy lần bọn họ chỉ vọn vẹn ba ngày để tìm người ba ngày sau mà vẫn không tìm được người thích hợp thì chi phải chấp nhận số phận bà ta cũng không thể làm gì nữa vì những lời này của thiện tâm tiên nương mà hai mẹ con hằng đã có một đêm mất ngủ hằng thì đắn đo suy nghĩ khi biết chắc rằng người được chọn chắc chắn chỉ có con đường chết còn chi thì chỉ quan tâm đến việc bản thân phải đi đâu để tìm người xuất sắc mà thiện tâm tiên nương đã nói cô cũng không thể khơi khơi chạy ra đường nhìn thấy ai đẹp thì bắt về được mất cả đêm để suy nghĩ cuối cùng chi đã chọn được người có thể thay cô đỡ nạn này đó không ai khác chính là thanh thanh trong mắt người bên cạnh không thể dùng hai từ xuất sắc để miêu tả được Cô giỏi kiếm tiền là người có học thức cao, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dịu dàng. Biết trước biết sau, hầu như ai tiếp xúc cũng sẽ nhanh chóng dành sự yêu thích cho cô. Và còn một lý do khiến chị chọn Thanh, chính là vì bằng. Sáng hôm sau, chị thức dậy từ sớm và chờ dưới phòng khách. Vừa thấy Hằng đi xuống liền nhanh chóng nói với bà về quyết định của mình. Hằng nghe chị nói muốn chọn Thanh là người chết, thay vì vô cùng hoang mang không chỉ vì chi đưa ra quyết định quá nhanh chóng và dứt khoát mà còn vì thanh trên danh nghĩa chính là cháu gái của bà hôm qua bà còn cùng thanh nói chuyện rất lâu bà cũng cảm thấy rất yêu thích đứa cháu gái này đã vậy anh trai bà còn bảo thanh và bằng sắp làm đám cưới nữa thanh là chị họ của con là cháu của mẹ là người nhà của chúng ta làm sao có thể làm như thế được hả con hằng hoàn toàn phản đối chuyện này chị nghe vậy thì tức tối nói nhưng con là con ruột của mẹ một ngày đã qua rồi Vọn vẹn hai ngày đi đâu tìm được người phù hợp như lời thiện tâm tiên nương nói chứ nếu không tìm được thì con mẹ phải chết đấy mẹ nhấn tâm làm vậy sao nhưng mà hằng hoàn toàn bị những lời nói của con gái thuyết phục nhưng bà vẫn còn chút do dự trong lòng chị tiến đến nắm lấy tay bà nhỏ giọng trấn an cũng đâu phải chị ấy sẽ bị chọn đâu phải đưa đến chỗ thiện tâm tiên nương thì mới biết được mà chúng ta chỉ thử thôi thử thôi mà mẹ có được không hằng cuối cùng cũng phải đồng ý hôm qua bà và thanh nói chuyện rất vui vẻ nên chỉ một cuộc điện thoại là đã gọi được thanh ra gặp mặt thanh cũng không biết tại sao hằng lại hẹn mình ra gặp mặt trước đó hai người cũng chỉ mới gặp nhau hai ba lần chỉ có hôm sinh nhật chi là nói chuyện nhiều hơn mọi lần lúc chạy ra chỗ hẹn thành mới biết hằng định đưa cô và chi đến gặp một bà bói để xem tướng số thành trước giờ không tin mấy chuyện này nên định từ chối nhưng hai mẹ con hằng cứ theo khuyên nhủ cô lại không tiện từ chối nên dù không muốn cũng phải đi theo thành đi theo hai mẹ con hằng suốt đoạn đường đi tới chỗ thiện tâm tiên nương cô còn tưởng mình bị lạc vào chỗ đa cấp hay khu cho vay nặng lãi nào rồi. Ban ngày và ban đêm ở con hẻm này thật sự là khác xa một trời một vực. Buổi sáng trong hẻm bày ra rất nhiều hàng quán, có cả tiệm tạp hóa, tiệm cắt tóc, massage và các quán bán đồ ăn. Còn có một nhà trẻ tư nhân đi ngang qua là nghe đủ tiếng khóc la của đám trẻ con bên trong. Thành nhịn cả buổi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng nói. Cô ơi, còn thấy mấy chỗ này sao sao á, mấy mình đi vô chùa hay miếu đi cô mấy chỗ đó cũng có người xem tướng số mà trong hẻm như này lỡ gặp cướp hay dân lửa gạt mình toàn đàn bà phụ nữ thì làm sao làm lại được ạ à? hằng đang không biết nói sao thì chị đã nhanh miệng nói đỡ giúp bà chị họ không biết đấy thôi chỗ này nhà em tới mấy lần rồi đâu thể nhìn vẻ ngoài mà đoán được bên trong bà bói ở đây là xem chuẩn nhất đó thanh mang theo sự ngờ vực đi theo hai mẹ con hằng cả ba nhanh chóng tới chỗ thiện tâm tiên nương cũng giống như hôm qua có người ra tận cổng đưa vào trong thiện tâm tiên nương không nghĩ sớm như vậy mà hai người đã tìm được người nên không che giấu được sự kinh ngạc thiện tâm tiên nương đi tới gần chi nhỏ giọng nói nhanh vậy đã tìm được người rồi sao nhưng tên kia có đồng ý hay không thì còn phải hỏi ý kiến gã mới biết được chị đứng tại chỗ tự nhủ chị ta mà không được thì người phải chết chính là mình hằng được sắp xếp ở bên ngoài chờ bên trong chỉ có thanh và chi ngồi đối diện với thiện tâm tiên nương bởi vì toàn bộ căn phòng đều đã bị rèm che lại nên ban ngày cũng không khác gì so với ban đêm bầu không khí như này khiến thanh vô cùng cảnh giác tay thỏ vào túi giữ chặt bình xịt ớt tự chế bàn cũng vẫn được chuẩn bị giống như tối qua thiện tâm tiên nương lấy ra một tờ giấy vàng hỏi ngày sinh tháng đẻ của thanh rồi ghi lên đó xong xếp lại thành hình vuông rồi đặt lên chén xứ đựng gạo sau đó lại đổi miếng vải trắng lên đầu miệng lẩm bẩm đọc câu thần chú mời ngài lên nhìn mời ngài lên nhìn rất nhanh cậu hai đã thuận lợi nhập vào người thiện tâm tiên nương vừa nhìn thấy thanh thì gã đã rất rạo rực trong người chỉ một ánh mắt liền thể hiện rõ ham muốn cô gái này phải thuộc về gã Thế nhưng khi gã vươn tay muốn chạm lên mặt thanh thì linh hồn gã đang nhập cho người thiện tâm tiên nương cũng bị đánh văng ra ngoài. Thanh cũng đương không bị đẩy lùi lại. Cử độc này của cô khiến sợi dây chuyển mặt Phật cô đang đeo trên cổ lộ ra bên ngoài. Tách một cái liền xuất hiện một vết nứt lớn, sau đó rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Thanh cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, liền đứng dậy kéo tay chi ra ngoài lớn tiếng khẳng định. Người khi nãy chắc chắn là quân lừa gạt. Người ta xem bói chỉ xem vân tay xem bát tự. Ai lại làm như gọi hồn như vậy? Em và cô chắc chắn đã bị lừa. Đừng có tới đây nữa. Hằng đang ở bên ngoài lo lắng. Nhìn thấy Thanh và Chi vội vàng đi ra thì lên tiếng hỏi. Sao vậy? Tiền đường nói sao? Thanh lần nữa lặp lại những lời vừa rồi mới nói với Chi. Còn Chi thì cảm thấy rất kích động. Hành động vừa rồi của tiên nhân chắc chắn là gã kia đã nhìn chúng Thanh. Cô ta không cần phải chết nữa rồi. Chị ngắt lời Thanh nói. Em biết rồi, chị với mẹ ra xe trước đi. Em vào lấy túi sẵn xem có đòi được tiền đặt cọc khi nãy không. Để chị đi với em. Bà biết bị lộ rồi không chừng sẽ làm bậy đấy. Thanh đề nghị. Chị lắc đầu. Không đâu, có gì em la lên cái là người ta chạy lại ngay ấy mà. Chị với mẹ ra xe trước đi Hằng biết ý con gái muốn làm gì đó Nên theo lời cô kéo Thanh ra xe trước Khoảng chừng nửa tiếng sau Thì Chi cũng từ trong nhà thiện tâm tiên nhân đi ra Nhìn biểu cảm hào hứng của Chi Bà liền đoán được Thanh đã bị gã ta nhắm trúng rồi Trong lòng bà ngay lập tức dâng lên cảm giác khó chịu Bảy giờ tối bằng mới đi làm về Anh vào nhà thì thấy Thanh đang nấu đồ ăn tối hai người giờ chỉ còn thiếu một cái đám cưới theo hình thức chứ thật ra từ khi thanh từ nhật về thì cả hai đã sống cùng nhau chẳng khác gì vợ chồng rồi công việc ở bệnh viện rất mệt mỏi tiếng đồng của máy móc tiếng khóc la của người nhà bệnh nhân tiếng loa thông báo gọi bác sĩ tiếng còi xe cấp cứu nhưng âm thanh đó khiến anh cảm thấy cực kỳ căng thẳng dù cho hiện tại anh chỉ là một bác sĩ thực tập có nhiều ca bệnh phức tạp anh chỉ có thể đứng bên cạnh xem nhưng sự căng thẳng trong anh cũng không thua gì những bác sĩ chính nghề của anh không chấp nhận sai sót vì mỗi một sai sót có thể phải đổi lấy bằng một mạng người chính vì thế những khoảng thời gian trước khi trở thành một bác sĩ chính thất rất quan trọng đó là lúc anh dùng để tích lũy kiến thức kinh nghiệm hết mức có thể bằng vừa vào nhà đã quăng ba lô qua một bên sau đó đi vào bếp ôm lấy thanh từ phía sau mệt lắm hả anh thanh dịu dàng hỏi bằng tựa cầm lên vai thanh ừ mệt lắm giờ cứ nghe tiếng tích tích thôi là anh đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng rồi thanh nhíu mày khẽ nói như vậy không được anh phải tập làm quen với mọi thứ quá căng thẳng sẽ dễ xảy ra sai sót không phải lúc nào anh cũng nói nghề của anh là nghề không được có sai sót sao chắc là mới nên anh vẫn thích ứng được anh sẽ tập làm quen với nó sớm thôi anh sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu thanh cười cười cô đẩy anh ra ngoài phòng khách để anh ngồi nghỉ còn mình thì nhanh chóng nấu xong đồ ăn cả hai đã có một bữa tối vui vẻ cùng nhau nói về chuyện công việc của đối phương nói về cái vấn đề xã hội chính trị trong lúc nói chuyện thanh cũng nhắc đến chuyện lúc sáng cùng hai mẹ con hằng đến chỗ của thiện tâm tiên nương bằng không kỳ thị nhưng cũng không thích những chuyện tâm linh tướng số này nọ nghe thế liền bảo thanh sau này nên tìm cách từ chối đừng đi theo làm gì không biết vì sao anh lại không có thiện cảm với chi chuyện chi từng có tình cảm với anh anh đã thẳng thắn kể cho thanh nghe thanh đương nhiên không để ý mấy chuyện này nhưng anh vẫn kể vì không muốn sau này xảy ra những hiểu lầm không đáng có hình như thời gian này em bắt đầu hành động theo cảm tính ấy không hiểu sao em cứ có cảm giác Chi và cô Hằng đang muốn làm gì đó. Trực giác bảo em không nên đến gần hai người họ. Thanh nói. Bằng gật đầu, anh vòng tay ôm Thanh để cô tựa vào vai mình nói. Đừng xem thường trực giác của phụ nữ, đôi khi nó còn đúng hơn cả sự báo thời tiết nữa đấy. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ầm ầm mấy tiếng, sấm chớp rền vang làm sáng rực cả một vùng trời đã phủ dày những đám mây đen kịt thanh và bằng cùng đưa mắt nhìn ra cửa sổ trực giác của thanh nói cho cô biết đêm nay nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra trời vừa sẩm tối thì chi đã về phòng đóng cửa kéo rèm đêm nay là đêm thứ ba mà cậu hai đã nói trước đó dù cho thiện tâm tiên nương đã nhấn mạnh mấy lần rằng cậu hai rất thích thanh chỉ cần qua tối nay thì từ đây về sau cô ta đã có thể sống an nhàn mà không sợ bị tên ác quỷ kia tìm đến đòi nợ nữa thế nhưng nỗi sợ trong lòng chi chỉ vơi đi chứ không biến mất buổi sáng lúc trở lại chỗ thiện tâm tiên nương với lý do là lấy lại túi sách chị đã bỏ ra một số tiền lớn mua được một món pháp khí bảo mạng đêm nay nếu như tên kia có tới tìm thì cô cũng không cần sợ không có gì để đối phó chi nằm trên giường trong lòng tự nhủ chỉ cần nhắm mắt lại mở mắt ra thì trời đã sáng mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Cô sẽ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý của mình rồi. Nhưng đổi cuối cùng chi vẫn chìm vào giấc ngủ một cách sợ hãi. Trong lúc đó, thiện tâm tiên nương ở tại nhà mình bắt đầu khai đàn làm phép, thay đổi bát tự của chi thành của thanh, chuẩn bị để cậu hai hoàn thành lễ rước dâu của mình. Bát tự của thanh vừa được đốt xuống, nhìn mảnh giấy vàng nhanh chóng biến thành cho xám thì tâm tiên nương thoảng nở nụ cười nhẹ nhõm. Bà ta đi tới chiếc tủ gần đó, từ đế tượng thờ lấy ra một chiếc chìa khóa. Bên trong đều là tiền mà hai mẹ con hằng cúng cho bà ta từ đầu đến giờ. Mọi việc bà ta làm bắt đầu từ khi cái lời sư phụ cho tới khi thực hiện làm những cuộc thỏa thuận với ác quỷ và hại chết người. Tất cả đều là vì tiền. Chỉ cần có tiền mọi sự bất an của bà ta đều sẽ biến mất bà ta cầm sợi dây chuyền là quà sinh nhật của chi đeo lên cổ mặt dây chuyền có một viên kim cương màu tím bà ta rất thích màu tím vì nó hợp với mệnh của bà ta hai mẹ con hằng như bị dồn vào đường cùng nên ra tay vô cùng hào phóng số tiền lần này bà ta kiếm được gấp mấy lần những vụ khác sau chuyện này bà ta có thể nghỉ ngơi một thời gian đi làm đẹp hoặc đi du lịch bất cứ đâu mà bà ta yêu thích. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thiện tâm tiên nương bị một tiếng động lớn làm giật mình. Đèn trong phòng xoèn xoẹt mấy tiếng rồi tắt uống. Bà ta vừa quay đầu lại thì đập ngay vào mắt là hình bóng của một người đàn ông với ánh mắt đỏ ngầu màu máu. Thiện tâm tiên nương bị khí thể của người đàn ông làm sợ hãi. Bà ta chưa bao giờ tận mắt đối mặt với một quỷ hồn có sức mạnh lớn như vậy Bà ta kiềm chế sự run rẩy, Cười sợi lời hỏi Ngài muốn tôi giúp làm phép gì sao ạ à? Cô dâu của ngài đang đợi ngài đấy Là cô gái ngài vô cùng yêu thích Người đàn ông cũng là cậu hai đột nhiên tỏ ra cực kỳ tức giận Gã cầm lên với giọng điệu phẫn nộ tột độ Mày dám lừa tao Tụi mày ăn gan hùm hay gì mà dám lừa tao Tao đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi nguyền rủa là quá nhẹ với tụi bay tất cả đều đi chết hết đi thu người giúp việc cúng kiến của thiền tâm tiên nương đang ngủ trong phòng đột nhiên nghe được tiếng động lớn từ phòng thầy cúng truyền tới hôm nay cô được cho nghỉ sớm vì không có khách hẹn trước hơn nữa thầy cúng nói bọn họ vừa xong một vụ làm ăn lớn nên thời gian tới sẽ không nhận việc nữa nghĩ trong đầu không lẽ là ăn trộm thu cầm cây gỗ lớn bằng cổ tay từ dưới giường chậm chậm đi ra ngoài thu đi hết một vòng mà chẳng thấy ai cổng bên ngoài vẫn đang đóng cũng không nghe bất kỳ âm thanh lục lọi nào đi một hồi cô đi tới trước phòng làm phép của thiện tâm tiên nương bên trong tối om nhưng khi tới gần cô lại nghe được vài âm thanh rên dị đau đớn vọng đến tiên nương bà đang làm phép hả à? thu thấp giọng hỏi một cánh tay đun rẩy vươn về phía cánh cửa trong sự tuyệt vọng trong phòng mọi thứ đều đã bị lật tung lên bàn ghế vỡ nát kể cả những bức tượng thờ người cung kính hiện tại cũng chỉ còn là những mảnh vỡ vụn nát không nhìn ra là thuộc về bức tượng thờ thần phật nào thiện tâm tiên nương nằm trên đất thở một cách nặng nề tiếng thở của bà ta đứt quáng có lúc rất lâu mới nghe được Giống như đang bám víu lấy sự sống đã như dầu cạn đèn tắt của mình Mặc cho bên trong phòng đang thở phụng các bậc thần thánh tứ phương Thứ tà ác kia vẫn nghiễm nhiên xông vào đây Mà không hề lo sợ hay dè chừng bất kỳ điều gì Hai chấm đen đỏ lẻ tượng trưng cho đôi mắt đang nhìn trọng trọc vào người nằm trên đất Cậu hai bật ra tiếng cười khinh khỉnh Khiến thiện tâm tiên nương đun lên bẩn bật có họng bà ta bị một sợi dây vô hình siết chặt khiến bà ta muốn cầu cứu cũng không thể bật ra được lời nào tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp một đám khói đen tỏa ra khắp nơi trong màn xương đen kịt vang vọng tiếng khóc la kêu than của vô số oán hồn đã bị ác quỷ nuốt trừng cứu cứu ác quỷ không còn đủ kiên nhẫn để vờn rỡn với người đàn bà danh ma kia thêm nữa đám khói đen tản ra đảo loạn trong không khí tạo ra một sự vần vũ mạnh mẽ như đang trong tâm của một cơn bão cấp 7. Vụt, khói đen chui thẳng vào mắt, mũi và tai của thiện tâm tiên nương. Cả người bà giật lên bẩn bật như động kinh. Cánh tay bà ta qua quảng, nắm được chân bàn gỗ, khiến nó phát ra âm thanh rầm rập. Bà ta tự dưng mở bừng mắt, đôi mắt răng đầy tơ máu từ từ chuyển sang trắng giá. Tay chân mở rộng, từng ngón tay ngón chân cứng đờ rồi vặn vẹo khác thường. Sự đau đớn khiến bà không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ gì thảm thiết. Bà ta há miệng lớn, khói đen ảo ạt ùa ra ngoài. Nước mắt bà ta trào ra như suối. Lục phủ ngũ tạng như bị dập nát. Máu từ miệng chảy ra biến thành màu đen. Rồi bà ta vẫn chưa chết. Mùi thối đã tràn ngập trong không khí. Cả người hét co lại rũi, thứ được siết chặt trong tay rơi xuống sàn theo cơn gió bay ra phía xa. Thiện tâm tiên nương đang bị giằng xé dữ rồi, cánh tay gắng cượng vươn ra phía cửa. Bóng người thu in lên khung kính bên trên, khiến bà ta vừa nhen nhóm chút hy vọng thì lại rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Không mất nhiều thời gian, thiện tâm tiên nương rống lên một tiếng cuối cùng. Cánh tay rơi xuống đập lên mặt đất, bà ta hoàn toàn tắt thở khi mắt vẫn còn đang mở trao cháo. Thu đẩy mạnh cửa vào, một thứ gì đó vụt bay ra ngoài. Đèn trong phòng được bật lại, một thảm trạng kinh hoàng hiện ra trước mắt cô. Thiện tâm tiên nương nằm trên đất với đôi mắt chưa kịp nhắm, trong phòng như có cuồng phong vừa cuốn qua. Tiền trong ngăn tủ bay ra biến thành một tấm chiếu, đắt đỏ đắp lên người tật bà ta. Hằng có một chuyến công tác đột xuất, bà không biết rốt cuộc là đã có chuyện gì mà đột nhiên các mối làm ăn lâu năm đều xảy ra vấn đề. Thậm chí công việc làm ăn của bọn họ cũng cùng lúc xảy ra vấn đề. Công ty mà chồng bà dày sức cày dựng đang trên đà sụp đổ. Lúc Hằng nhận được tin báo thì mọi thứ hỗn loạn đến không biết phải bắt đầu khắc phục từ đầu. Bà chạy vội lên phòng để nói cho Chi nghe chuyện bà phải rời đi. Bà có gọi cô Sáu đến ở cùng Chi, nhưng bà ấy đã về quê và phải sáng mai mới lên tới, nhưng công việc của bà thì không thể chỉ hoãn được rất may là chuyện của chi cũng đã được giải quyết xong bà đã phải tự thuyết phục mình rất nhiều lần rằng thanh không hề có quan hệ máu mủ gì với mình và bà làm tất cả chỉ vì con gái mình người mẹ nào cũng sẽ làm giống như bà mà thôi hằng vào phòng thì chi đã chìm vào giấc ngủ say cô vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi mấy ngày nay không muốn đánh thức con gái hằng để lại tin nhắn trên điện thoại rồi định rời đi đúng lúc này chi trên người đột nhiên cửa người khiến thứ cô đang cầm trên tay rơi xuống đất phát ra một tiếng keng khiến cho hằng đã đi tới cửa chợt quay đầu lại bà đi tới cuối người nhìn thì thấy thứ vừa rơi ra là một cây kéo cây kéo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tay cầm được quấn bằng dây đỏ hằng rơi vào trầm tư một hồi nghĩ bụng con gái mà chắc đã phải sợ hãi lắm cho nên kể cả khi ngủ cũng phải cầm theo đồ phòng thân bên người như này. Bà nhặt cái kéo lên bỏ vào túi, kéo mền đắp lên cho con gái. cúi người thủ thị bên tai cô. Không còn gì phải sợ nữa, mọi chuyện đã qua hết rồi con. Hằng nhanh chóng rời đi, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, vẫn lưu luyến nhìn chi. Không hiểu vì sao đột nhiên bà cảm thấy không muốn xa con gái, nhưng rồi bà cũng phải rời đi. Cửa phòng vừa đóng lại, chiếc đèn ngủ là ánh sáng duy nhất trong phòng nhấp nháy mấy cái rồi vụt tắt. Chị đang ngủ thì bị đánh thức bởi một loạt tiếng ồn ào. Cô ngồi dậy khỏi giường, mơ mơ màng màng vì chưa tỉnh ngủ. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là mẹ cô đang có khách. Nhưng điều đó ngay lập tức bị chính cô bác bỏ khi nhìn thấy thời gian trên điện thoại 11 giờ 45 phút chị đưa tay bật đèn ngủ lên nhưng tạch tạch mấy tiếng mà trong phòng vẫn tối om chị thoáng chốc cảm thấy hơi bất an tay lần mò trong đống mền gối tìm kiếm cái kéo phòng thân nhưng mò mẫm hồi lâu vẫn không tìm thấy gì cô không dám tin điên cuồng quăng hết mền gối xuống đất đến khi xác định cây kéo đã không cánh mà bay thì mới tin chị bước xuống giường đi tới cửa muốn xem thử tình hình bên ngoài cô cảnh giác nhìn quanh sẵn tay cầm lên cái bình xứ nặng trịch dùng để trang trí ánh mắt vừa nhìn đến chỗ ban công tay chân như rụng rời ngay lúc đó bên ngoài cửa kính một hàng người mặt mày trắng chét như chét vôi vô cảm như người chết trên người mặc quần áo của người hầu thời xưa không buộc phải trắng xuất hiện từ hư không đang nhìn đăm đăm về phía cô mặt thấy mấy người bên ngoài muốn đi vào phòng chỉ không kịp nghĩ nhiều đã đẩy cửa chạy ra ngoài, cô chạy qua phòng mẹ mình đập cửa kêu to: mẹ ơi, mẹ ơi cứu con với, bọn họ lại tới rồi, mẹ ơi! thế nhưng hẳn đã rời khỏi nhà từ sớm, làm sao có thể trả lời cô được? trong đầu rối như tơ vò, lại nghe được có tiếng động từ trong phòng mình truyền tới, chỉ như con thiêu thân lao đầu chạy nhanh ra đường tìm người giúp đỡ. Đã gần 12 giờ đêm Trên đường hầu như chẳng còn bóng người nào Chỉ chạy một mạch ra đường lớn Vừa chạy vừa lớn tiếng cầu cứu Ra tới đường lớn Vài chủ hàng quán bán đồ ăn đêm Nghe thấy tiếng kêu cứu liền tò mò chạy ra Họ chỉ thấy được có bóng một người mặc áo trắng chạy loạn trọng trên đường Trong một lúc còn tưởng đó là một hồn ma Đúng lúc này cả gương mặt cô gái đột nhiên được chiếu sáng Chủ quán ăn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm Vì người trước mặt không phải ma Thì ngay sau đó Một tiếng ẩm cực lớn vang lên Kéo theo sau là tiếng kéo phanh can két Để lại mấy vệt bánh xe đen ngòm trên mặt đường Ánh mắt chỉ đối diện với con hẻm đi về nhà Vài bóng người thoát ẩn thoát hiện đi tới Nhưng cô chỉ tò mò Tại sao ánh sáng của đèn đường hôm nay Lại là màu đỏ tươi vậy Chị mở choàng mắt Hình ảnh cuối cùng trong mắt cô chính là đầu xe của chiếc xe tải Như mất phanh đang lao vùn vụt về phía mình Cô bị đụng trúng Cả người bay lên rồi văng ra xa Xung quanh chuyển đến rất nhiều tiếng hô hoán Nhưng hiện tại cô không cảm thấy đau Cũng không hề nghe thấy có tiếng ai hô hoán Cũng không nghe thấy âm thanh máy móc trong bệnh viện Theo cô đoán Với cú đâm khi nãy thì cô phải ở trong phòng cấp cứu Ít nhất là 10 tiếng rồi Nhanh tay nhanh chân lên Sắp qua giờ lành rồi Tiếng người thúc giục chuyển đến tai Chỉ nghe thấy tiếng người liền không kịp nghĩ gì Mà bước xuống giường đi ra bên ngoài Chị đi nhanh về phía cửa Cô thoáng nhìn thấy gì đó lùi lại một bước Đưa mắt nhìn người trong tấm gương bên cạnh Lại cúi đầu nhìn Trên người cô đang mặc một chiếc váy cưới vô cùng nổi thời Ý thức được điều gì đó Nhưng trước khi cô kịp làm gì Thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra Hai người đàn ông như bệnh nhân suy dinh dưỡng Nhưng sức mạnh cực lớn Cô bị xách ra ngoài như một loài da cầm nào đó Chỉ bị đưa ra sảnh chính Bên ngoài trông như một căn nhà ma ám Trên sàn vương vãi lá cây Tất cả mọi thứ đều phủ lên mình một lớp bụi dày Ở đó cậu hai đang đứng đợi Chỉ bị hai người bắt quỷ xuống trước cậu hai Bắt cô phải xem gái như cha mẹ mà quỷ lại Chỉ khóc đến khản giọng Tay chân bị giữ chặt không thể chạy thoát Cô chỉ có thể hét lớn van xin Không, không phải tôi, là Thanh Anh đã chọn cô ta rồi mà, tha cho tôi đi Cậu hai trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu của mình gằn giọng nói Mày nghĩ tao sẽ để bị gạt lần nữa sao Còn điếm khốn nạn Dù tao thích cô gái kia hơn Nhưng mày cũng không tệ Tao sẽ để mày hầu hạ cho tới khi con nhỏ kia tận số Không, tôi không muốn tôi không muốn gả cho anh tôi không muốn chết thế nhưng mọi lời cầu xin của chi đều bị cậu hai bỏ ngoài tai đám người hầu trông như đám quỷ đói nhào đến cấu xé lấy chi cô chỉ có thể xé rách cổ họng gạo lên những tiếng kêu thảm thiết chỉ là nếu cô biết tình trạng hiện tại của bản thân thì đã không mất sức cầu xin tha thiết như vậy rồi hằng nhận được điện thoại từ bệnh viện lúc bà vừa hoàn thành công việc trên đường chạy tới chỗ con gái bà liên tục tự hỏi không biết vì sao con gái mình giữa đêm lại chạy ra ngoài để bị tai nạn giao thông hằng chạy tới bệnh viện và nhận được tin con gái bà đã qua đời trên đường đến bệnh viện hằng đau đớn ôm lấy xác chi đã lạnh những vết thương trên người qua mấy tiếng đã trở nên rõ ràng bà đã xém không nhìn ra người nằm kia chính là con gái của mình rồi những người y tá bác sĩ hết lời an ủi nhưng hằng lại chẳng thể thôi đau lòng như lời họ nói được đúng lúc này đèn trong phòng xoèn xoẹt mấy cái rồi vụt tắt hằng thông qua tấm kính trên cửa nhìn thấy con gái bà bị một người đàn ông dắt đi hơn nữa trên cổ cô còn đeo một cái còng sắt trông chẳng khác gì một loài gia súc nuôi trong nhà thế nhưng cảnh tượng này lại không hề có người nào khác nhìn thấy trước mắt các y bác sĩ vẫn là cảnh tượng người mẹ đang đau lòng vì sự ra đi của con gái Hằng như điên lao đầu chạy ra ngoài Bà muốn cứu con gái của mình Thế nhưng khi chạy ra ngoài thì đã không thấy gì nữa Bà nhào đến đập lên cánh cửa kính Tấm kính vỡ nát Bà dùng móng tay cào lên từng mảnh kính vỡ Bàn tay nhanh chóng nhuốm đầy máu Bà không còn quan tâm gì nữa Lớn tiếng hét lên Trả con gái cho tao Mày trả con gái lại cho tao Con gái tao đâu Trả lại đây cuối cùng bác sĩ không còn cách nào đành phải tiêm cho bà một mũi an thần bằng bó vết thương xong thì đưa bà đến một giường bệnh nằm nghỉ vấy ý bác sĩ mới vào chưa quen được hoàn cảnh làm việc nhìn thấy cảnh này không khỏi quay người lau nước mắt hàng tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao cả người bà tràn ngập vẻ mệt mỏi tay chân bà không còn chút sức lực nào bà lấy điện thoại từ trong túi sách ra gọi cho thiện tâm tiên nương Tiếng chuông điện thoại lặp đi lặp lại như một hình phạt tra tấn thần kinh khủng khiếp. Nhưng đầu xe bên kia vẫn không có ai bắt máy. Hằng không hiểu tại sao bọn họ rõ ràng đã làm xong toàn bộ mọi chuyện. Rõ ràng gã kia rất thích thanh. Rõ ràng con gái bà đã thoát được đại nạn này. Tại sao cuối cùng vẫn bị gã bắt đi chứ? Lúc này anh trai Hằng gọi tới. Ông vừa từ chỗ thanh nghe được chuyện bà muốn đưa cô đi xem bói nên mới gọi sang. Hằng tưởng chuyện kia đã lộ nên có chút căng thẳng. Kể cả việc báo tin con gái đã gặp chuyện cũng quên bén đi. Cậu Chi không nghe ra giọng em gái có gì khác thường, rõ ràng nói. Nghe Thành nói em đưa nó đi gặp thầy bói xem tướng số phải không? Có chuyện này em không biết. Hồi mẹ Thanh đẻ, cha Thanh đang làm việc gì bên ngoài. Nghe tin chạy gấp về thì gặp tai nạn. Tội nghiệp lắm, ngày sinh con gái thành ngày rỗ của chồng. Cho nên mẹ Thanh đã đổi ngày sinh Thanh qua chậm hơn một tháng Anh nghe nói thường người ta xem bói đều là dùng ngày sinh để xem Chuyện này mẹ Thanh vẫn luôn giấu con gái Cho nên nếu em có dắt nó đi nữa thì nhớ nhắc bà bói đừng có nói lộ đó Cậu chị nói xong Thì cúp máy vì còn có việc Hằng nhìn màn hình điện thoại đã tối đen Khóe môi nhếch lên nở ra một nụ cười như đang khóc Y tá đẩy cửa đi vào muốn xem tình trạng sức khỏe của bà, sẵn tiện liên hệ thêm người nhà đến. Nhưng lúc cô đến thì đã nhìn thấy Hằng đang ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, miệng lẩm bẩm như đang nói gì đó. Cô đi tới mấy bước lúc này thì đã nghe rõ được những lời Hằng đang nói. Hại người hại mình, ác giả, ác bao buổi phát triển ngày hôm nay xin được phép dừng tại đây Không biết quý vị thấy câu chuyện này có hay không ạ? Thuận thì thấy rất là hay Và những câu chuyện của Huỳnh Thiên Hương thì luôn luôn để lại những ấn tượng rất sâu sắc trong lòng người nghe Và để lại những bài học thực sự rất là đặc biệt phải không ạ? Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện này và ủng hộ cho tác giả Huỳnh Thiên Hương bằng những lượt like, share cũng như những lượt bình luận và ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nữa nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.